Hôm nay là thể hiện lòng yêu nước là chúng ta đã chuyển cái giờ học từ buổi chiều sang buổi sáng, đúng không ạ? Chúng tôi hy vọng là sẽ trình bày với anh chị một số các vấn đề, là cố gắng là chúng ta gói gọn trong vòng khoảng một tiếng rưỡi, đúng không ạ? Các phần này thì có cả những cái phần rất là cơ bản và nó cũng khá là đơn giản, đúng không ạ? Ở đây chúng tôi thấy là cũng có những anh chị thì là cũng đã từng tham gia vào những cái thăm dò hoặc là những cái phương pháp chẩn đoán cũng như điều trị các rối loạn nhịp tim rồi. Đó là bên cạnh đó cũng có những em thì mới vào, đúng không ạ? Bài đầu tiên chúng tôi trình bày với các anh chị ở đây là điện tâm đồ trong chẩn đoán một số các rối loạn nhịp trị, bao gồm các cái rối loạn nhịp như trên. Đây là cái hệ thống phát xung và dẫn truyền trong tim. Chúng tôi cũng không muốn nói nhiều, nhưng tuy nhiên để nhấn mạnh với các anh chị một số điểm. Thứ nhất là cái xung động phát xung từ đút xoang, sau đó thì nó sẽ lan truyền cái xung động đó ra các tế bào cơ nhĩ theo cái nguyên tắc từ tế bào nhĩ đó sang dẫn sang các tế bào nhĩ bên cạnh. Đấy, tuy nhiên nếu mà lan truyền kiểu như thế không thôi thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ rất là chậm, đúng không ạ? Do đó là nó có những cái đường gọi là đường liên nút để nối giữa nút xoang với cả nút nhĩ thất, cũng như là đường dẫn truyền mà nối từ nút xoang cái thấy là nó nối sang bên tâm nhĩ bên trái. Thế như vậy là song song với việc là khử cực tâm nhĩ thì các xung động đó nó cũng sẽ dẫn truyền ngay xuống dưới nút nhĩ thất để đi xuống dưới tâm thất. Một cái điểm nhấn mạnh thứ hai nữa là các chị thấy rằng là cái xung động mà dẫn truyền từ trên nhĩ xuống dưới tâm thất, như vậy chúng ta thấy ở đây là gì? Chỉ duy nhất qua một con đường, đó là gì ạ? Là nút nhĩ thất. Đó. Để chúng ta thấy là bên cạnh đó chúng ta có những cái vòng có nhĩ thất, rồi là vòng van nhĩ thất, đến những chỗ mà tiếp xúc tâm nhĩ và tâm thất, nhưng mà chỗ đấy nó hoàn toàn không dẫn điện nhé, đấy là những tổ chức sơ. Thế do đó rằng là cái đường dẫn truyền xung động điện từ trên nhĩ xuống nút nhĩ thất tưởng tới cái tần số tim của bệnh nhân. Đây là một cái điện tâm đồ, đúng không? Không có gì gọi là khó khăn cả. Mời một bạn chúng ta phân tích cái điện tâm đồ này xuống nhé. Mời đồng chí Toàn. Và ngoại thông lưu nhĩ là nhát nào? Nhát thứ mấy? Tính từ phía bên này. Nhát đầu tiên là nhịp xoang. Và 2, 3, 4, 5, 6. Nhát thông lưu nhĩ. Tại sao bạn chẩn đoán đây là ngoại thông lưu nhĩ? Có khoảng nghỉ bù. Vâng. Ok, vâng, cảm ơn bạn Toàn. Đối với một cái ngoại tâm thu nhĩ, đúng không? Khi mà chẩn đoán trên điện tâm đồ, chúng ta sẽ dựa vào những cái dấu hiệu gì? Đúng không? Một, đã là ngoại tâm thu, thất hay nhĩ thì bao giờ cũng thế, là phải là một cái nhát bóp đến sớm, đúng không? Đối với tần nhĩ thì bao giờ cũng vậy, là người ta sẽ dựa vào sự xuất hiện của sóng P phẩy, tức là cái khử cực tâm nhĩ do cái ổ ngoại tâm thu nó gây ra, đúng không? Thì người ta thấy rằng là cái sóng P phẩy đó nó sẽ đến sớm, thể hiện là gì ạ? Người ta đo cái khoảng PP phẩy, tức là khoảng cách từ sóng P của nhịp xoang đi trước đó tới sóng P mà của nhát ngoại tâm thu, P phẩy của ngoại tâm thu thì nó ngắn hơn một cái khoảng PP cơ bản, đúng không? Để thể hiện cái đấy gọi là tình trạng một cái nhát bóp đến sớm. Thứ hai là hình dạng của sóng P phẩy đó, đúng không? So sánh nó khác với cả các cái sóng P xoang đi trước đó. Mục đích phân biệt ở đây để làm gì ạ? Để chúng ta phân biệt với những cái tình trạng là loạn nhịp xoang, đúng không? Nhịp xoang nó không đều. Nhưng mà những cái sóng P đó thì nếu so sánh với cả P xoang thì người ta thấy rằng là giống nhau hoàn toàn. Và khi so sánh, nhấn mạnh với chị rằng là chúng ta sẽ phải so sánh cái sóng P phẩy này trên cả 12 chuyển đạo. Bởi vì tùy vào cái vị trí phát khởi phát ra ngoại tâm thu nhĩ đó thì có thể ở một hai chuyển đạo nào đó cái sóng P phẩy đó nó có thể gần giống với cái sóng P xoang. Do đó để khẳng định rằng là nếu trong trường hợp mà P phẩy khác P xoang mà ở một chuyển đạo mà chúng ta thấy rằng là nó giống nhau thì chúng ta sẽ phải so sánh tiếp ở các chuyển đạo khác. Được. Thứ hai, các phức bộ QS của nhát ngoại tâm thu thì hoàn toàn thanh mạch, giống với cả các cái phức bộ QS của nhát nhịp xoang trước đó. Đấy. Cái trường hợp này là trường hợp là đơn giản rồi. Đấy. Thế còn nếu mà trong trường hợp phức bộ QS giãn rộng thì chúng ta cũng sẽ dựa vào các tiêu chuẩn khác mà chúng tôi sẽ trình bày phần sau.
Một cái tiêu chuẩn thứ tư, mà cái tiêu chuẩn này thực ra mà nói thì người ta cũng ít nhắc tới, đó là cái tiêu chuẩn gì? Trong trường hợp ngoại tâm thu nhĩ thì cái nhất ngoại tâm thu đó, sau ngoại tâm thu đó thường có cái dạng người ta gọi là dạng dịch nhịp. Người ta dựa vào cái đáp ứng sau cái nhất ngoại tâm thu đó, người ta chia ra làm ba dạng đáp ứng. Đáp ứng thứ nhất là dạng đáp ứng nghỉ bù. Đấy, nghỉ bù, dạng nghỉ bù. Nghỉ bù ở đây có nghĩa là gì? Người ta so sánh cái khoảng P đi đằng trước nhất ngoại tâm thu nhĩ tới cái sóng P của nhịp xoang ngay sau đó. Đấy, hoặc là sóng R đi trước đó tới sóng R phẩy của nhắc ngoại âm thu và tới cái sóng R của nhịp xoang sau đó, để so sánh với hai khoảng R, R cơ bản, đúng không? Nếu mà cái khoảng R, R phẩy R bằng đúng hai khoảng R cơ bản thì người ta gọi là ngoại tâm thu dạng nghỉ bù, hay gặp trong ngoại tâm thu thất. Thế còn nếu mà trong trường hợp như thế này, R, R phẩy R mà nhỏ hơn hai khoảng R, R nhưng mà nó lớn hơn một khoảng R cơ bản thì người ta gọi là dạng dịch nhịp, thì hay gặp trong trường hợp ngoại tâm thu nhĩ. Đó. Thế còn cái trường hợp thứ ba, phải R bằng R, R cơ sở thì người ta gọi là ngoại tâm thu dạng xen kẽ. Đó. Cái dạng xen kẽ là cái dạng mà hay gặp trong trường hợp ngoại tâm thu ở những bệnh nhân mà nhịp tim tương đối. Đó. Thế thì cái tiêu chuẩn này thực tế ra thì để chẩn đoán những trường hợp dễ như này thì thường là chúng ta ít sử dụng, nhưng mà sẽ có những cái trường hợp mà đặc biệt là những cái nhắc ngoại tâm thu nhĩ mà khúc bộ QS giãn rộng mà chúng ta không tìm thấy cái sóng P phải đâu cả, thì đôi khi chúng ta sẽ phải dựa vào cái dấu hiệu như thế này để chúng ta chẩn đoán. Tôi cũng sẽ nói ở phần sau, đúng không? Về một số các đặc điểm lưu ý khi mà chúng ta chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ, đầu tiên là gì ạ? Là chúng ta chỉ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ dựa trên cơ sở nhịp xoang thôi, đúng không? Thế còn nếu dung nhĩ, thế rồi là nhĩ, tim nhanh nhĩ thì chúng ta không thể dựa được. Với bản chất, dung nhĩ nó là rất nhiều những cái nhát ngoại tâm thu nhĩ. Thế còn ngoại tâm thu thất thì chúng ta cũng có thể chẩn đoán được trên cơ sở là bệnh nhân xoay. Đối với trường hợp ngoại tâm thu nhĩ thì chúng ta cũng cần phải chẩn đoán tới một cái dạng ngoại tâm thu mà QS cũng hoàn toàn thanh mạch, đó là ngoại tâm thu bộ nối. Và đối với trường hợp ngoại tâm thu nhĩ mà phức bộ QS giãn rộng, mà chúng ta thường gọi là do dẫn truyền lệch hướng đấy, thì chúng ta cũng phải chẩn đoán phân biệt với ngoại tâm thu thất. Đây là một cái địa tâm đồ. Chúng ta thấy, nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng là sau bốn cái nhát nhịp xoang, đúng không? Có sóng P đi đằng trước, P xoang, tới một cái nhát thứ năm, một nhát bóp đến sớm, phức bộ QS thì chúng ta thấy nào, thanh mảnh giống hệt với các QS của nhịp xoang. Có sóng P không ạ? Không có sóng P, đúng không? Chúng ta không nhìn thấy sóng P đâu cả. Đấy. Thì có hai khả năng, một là không có sóng P thực sự, đúng không? Khả năng thứ hai là ở cái chuyển đạo này, cái sóng P do ngoại tâm thu nhĩ gây ra là sao ạ? Là dẹp. Do đó chúng ta hoàn toàn nó trùng với đường đẳng điện. Thế do đó là chúng ta sẽ phải xem ở các chuyển đạo khác để xem là có sóng P phẩy hay không. Nếu tất cả 12 chuyển đạo đều không có sóng P phẩy thì chúng ta sẽ chẩn đoán đây là ngoại tâm thu bộ nối, đúng không? Thế như vậy rằng là để chẩn đoán phân biệt giữa ngoại tâm thu bộ nối và ngoại tâm thu nhĩ thì mấu chốt của vấn đề là chúng ta phải tìm được cái sóng P phẩy có hay không có, đúng không? Trên thực tế thì cái ngoại tâm thu bộ nối thì thường là cái tỷ lệ gặp trên lâm sàng thì rất là ít thôi, đúng không? Cái trường hợp thứ hai chúng ta cũng phải chẩn đoán phân biệt, đấy là trên cơ sở nhịp xoang chúng ta thấy một cái nhát bóp đến sớm mà phức bộ QS giãn rộng như thế này, đúng không? Thì chúng ta cần phải phân biệt hai trường hợp. Một là đây là trường hợp ngoại tâm thu nhĩ có dẫn truyền lệch hướng, hay là đây là ngoại tâm thu thất, đúng không? Thì chúng ta dựa vào gì? Cái đầu tiên là đối với ngoại tâm thu nhĩ có dẫn truyền lệch hướng, tức là cái xung động điện nó xuất phát từ tâm nhĩ, nó bắt buộc phải có sóng P, như vậy là phải cố gắng tìm bằng được sóng P, đúng không? Thế trong trường hợp này chúng ta có thấy sóng P không ạ? Chúng ta thấy khá là rõ ràng cái sóng P ở những cái mũi tên màu đỏ đấy, đúng không? Đi ngay phía đằng sau cái sóng T của phức bộ QS đi đằng trước, đúng không? Trong một số trường hợp, đúng không? Ví dụ trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là xen kẽ với một vài các phức bộ QS nó khá thanh mảnh, đặc biệt là ở cái nhát này, các anh các chị để ý thấy ở cái chuyển đạo trước tim bên phải chúng ta thấy rằng là phức bộ QS giãn rộng dạng block nhĩ phải. Đấy. Thì đối với cái nhát đây là một cái nhát đến sớm, phức bộ QS giãn rộng, các anh các chị để ý xem có sóng P đi đằng trước không ạ? Văn có nhìn thấy sóng P đằng trước không? Có nhìn rõ không?
đang ngủ. Ở trên trường hợp này chúng ta có nhìn thấy dòng P không? À, P phẩy nó hòa vào sóng P. Có đúng hòa vào sóng ờ, có đúng là hòa vào sóng T đi trước không? Có đúng là rơi vào sóng T đi trước. Tại sao nó rơi vào sóng T đi trước? Ok, rồi, đúng không? Thế thì, cảm ơn anh. Đối với trường hợp mà phúc bộ quyết giãn rộng như này thì chúng ta chẩn đoán đây là ngoạn thu thất hay ngoạn thu nhĩ đã chuyển được hướng và chúng ta phải tìm được sóng T, sóng P, P phải, đúng không ạ? P phải. Thế cái P thì thông thường là chúng ta thấy nó đi rơi phía đằng sau sóng T một chút, giống như tập vừa xong thì rất là dễ rồi. Thế nhưng mà cũng nhiều trường hợp là sao ạ? Là cái sóng P phải đó nó rơi vào cái sóng T của phúc bộ QS đi đằng trước. Thế đâm ra là chúng ta nhìn thì chúng ta không thấy cái sóng P phải mà ở phía đằng sau sóng T đâu cả. Thế như vậy rằng là phải xác định xem cái sóng P phẩy đó có rơi vào cái sóng T của phúc bộ QSD đằng trước hay không, đúng không? Thế cũng có thể chúng ta nhìn thấy có khớp nó ở trên cái sóng T đấy, nhưng mà cũng có trường hợp không, nó chỉ làm hơi biến dạng cái sóng T thôi, làm cho cái đỉnh sóng T nó hơi nhọn hơn một chút thôi. Do đó là gì ạ? Là để xác định thực sự có hay không thì chúng ta sẽ phải so sánh cái sóng T, ví dụ trong trường hợp này đó, với cả cái sóng T mà không có ngoại tâm thu đi đằng sau, để xem là cái sóng T đó, hai sóng T đó khác nhau hay không, đúng không? Và trên cái điện tâm đồ này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sóng T mà của phúc bộ QS có ngoại tâm thu đi đằng sau đó so với cái sóng T đi đằng trước là khác, đúng không? Đỉnh thì chúng ta thấy là có vẻ như hai đỉnh. Đấy, và đỉnh hơn giống như là hai đỉnh, đúng không? Thế thì cái sóng T đó hoặc là ở các chuyển đạo V2 chúng ta thấy rằng là cái sóng T thì nó nhọn hoắt lên, đúng không? Là do cái sóng P nó rơi vào và nó khác hoàn toàn với cái sóng T của phức bộ QS mà nó không có ngoại tâm thu đi đằng sau. Thế như vậy rằng là đây chính là cái sóng P phẩy nó rơi vào phức bộ. Trên cái điện tâm đồ 12 chuyển đạo thì chúng ta có cả 12 chuyển đạo để chúng ta chẩn đoán thì khá là dễ dàng. Nhưng mà ở đây các anh các chị nào đã từng đọc Holter điện tâm đồ thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì Holter điện tâm đồ nó chỉ cho chúng ta có 3 chuyển đạo thôi. Thế do đó rằng là chúng ta không thể tìm cái sóng P phẩy ở nhiều cái chuyển đạo khác được, mà chúng ta sẽ vào cái dấu hiệu là cái sóng T đó, sóng T của phức bộ QS và của nhịp xoang đi trước ngoạn thu nó có bị biến đổi hay không. Thế và có một cái tiêu chuẩn nữa là đối với trường hợp mà khi mà chúng ta không rõ sóng P phẩy như thế này thì chúng ta có thể dựa vào cái nghỉ bù sau ngoại tâm thu đó có hay không có để chúng ta chẩn đoán phân biệt. Nếu mà cái dạng sau ngoại tâm thu là dạng nghỉ bù thực sự thì đấy là hướng tới là ngoại tâm thu phát triển. Thế còn nếu mà dạng dịch nhịp như chúng tôi vừa nói xong thì đấy là ngoại tâm thu nhĩ. Ngoại tâm thu nhĩ thì chẩn đoán thì không khó, đúng không ạ? Vấn đề chúng ta chẩn đoán xong để làm gì? Chúng ta biết rằng các bệnh nhân mà có ngoại tâm thu nhĩ thì thường có khó chịu không ạ? Theo các anh các chị, đa số các bệnh nhân ngoại tâm thu nhĩ thì thường không có triệu chứng cân nặng. Rất nhiều trường hợp ngoại tâm thu nhĩ nhịp đôi hoặc nhịp ba tình cờ phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ. Thế thì cái ý nghĩa của cái ngoại tâm thu nhĩ ở đây là gì ạ? Nó không phải là cái giá trị tiên lượng bệnh, nó không có phải giá trị chẩn đoán bệnh lý gì cả, nhưng mà nó là một cái dấu hiệu để dự báo một cái tình trạng ở bệnh nhân đó là các rối loạn nhịp nhĩ nhanh khác nó có thể nó sẽ xuất hiện ở các đối tượng bệnh nhân này, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà ngoại tâm thu nhĩ trên cơ sở là có bệnh van tim do thấp, ví dụ hẹp van hai lá, hở van hai lá, hoặc là những trường hợp mà ngoại tâm thu nhĩ ở những bệnh nhân suy tim rồi bệnh nhân bệnh mạch vành mãn tính. Đấy, thì là ở những bệnh nhân đó khi có xuất hiện ngoại tâm thu nhĩ thì chứng tỏ rằng là rung nhĩ, tim nhanh nhĩ hoặc là cuồng nhĩ sẽ xuất hiện trong một thời gian không xa. Thế tim nhanh nhĩ đây là một cái rối loạn nhịp nhanh mà xuất phát từ tầng nhĩ, đúng không? Chúng ta có thể có nhiều cách gọi, chúng ta có thể gọi là tim nhanh nhĩ, chúng ta có thể gọi là nhịp nhanh nhĩ. Đấy, tiếng Anh nó là atrial tachycardia. Mà đôi khi là các chị thấy là khi các bác sĩ trao đổi với nhau trên lâm sàng, đúng không? Là gọi là AT, AT, AVNRT, AVRT vân vân, chúng ta sẽ nói từ sau. Về cơ chế gây ra cơn tim nhanh nhĩ thì do cả cơ chế ổ tự động và do vòng vỏ lạ. Đối với những trường hợp mà tim nhanh nhĩ do ổ tự động thì thông thường nó hay có những trường hợp cơn tim nhanh nhĩ ngắn, đấy, xuất hiện khoảng 5-7 nhịp hoặc là chục nhịp, sau đó nó tự hết. Đấy. Và bên cạnh đó cũng có những trường hợp mà cơn rất là dai dẳng và không thể cắt nổi. Còn cơn nhịp nhanh nhĩ do vòng vỏ lại thì thường là kéo dài hơn. Điện tâm đồ chẩn đoán cơn tim nhanh nhĩ trên điện tâm đồ thì cũng giống như là tim nhanh thất. Khi mà ba ngoại tâm thu nhĩ, có trên ba ngoại tâm thu nhĩ đi liên tiếp nhau
thì chúng ta có thể được chẩn đoán là cơn tim nhanh nhĩ rồi. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà cơn nó kéo dài đấy, thì chúng ta thấy rằng là thông thường là với sóng P phẩy mà chúng ta tìm thấy thì nó khác với P xoang. Đấy. Cái này thì rất quan trọng để chúng ta chẩn đoán phân biệt với nhịp nhanh xoang, mà một cái nhịp nhanh xoang là chúng ta rất rất thường gặp trên lâm sàng. Việc điều trị, chẩn đoán cũng như là để mà điều trị hai loại rối loạn nhịp đấy cũng rất là quan trọng, đúng không? Đấy, chúng ta chẩn đoán đến nhịp nhanh xoang thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải điều trị nguyên nhân. Bởi vì thông thường là sẽ có nhiều nguyên nhân gây nhanh xoang, ví dụ như sốt, ví dụ nhiễm trùng, ví dụ suy hô hấp, ví dụ như là cường giáp vân vân, đúng không? Thế còn nếu trong trường hợp mà tim nhanh nhĩ thì thường đấy là những cái rối loạn nhịp tiên phát đấy, mà chúng ta phải xử trí ngay, nếu mà để lâu kéo dài thì nó cũng sẽ có thể gây suy tim. Tần số cơn tim nhanh nhĩ thì thông thường dao động từ 100 cho đến 250 chu kỳ một phút. Và đối với những cơn tim nhanh nhĩ kéo dài thì chúng ta thấy rằng là các mức bộ QS thì thường khá là đều. QS thì thanh mạch, đa số là thanh mạch. Khoảng PR thì là bình thường. Đôi khi là chúng ta thấy là PR kéo dài một chút. Đấy. Cái kéo dài một chút này là chúng ta biết rằng là cái nút nhĩ thất nó cho phép xung động dẫn truyền từ nhĩ xuống thất, nhưng mà nó có một cái cơ chế gọi là tự bảo vệ rất quan trọng. Đó là gì ạ? Nó là ngăn cản bớt những cái xung động với cái tần số nhanh ở trên nhĩ, không cho nó đi xuống tâm thất. Do đó rằng là khi mà tần số ví dụ như là khoảng 100 trở xuống, chúng ta thấy là đấy tần số bình thường, thì nó sẽ cho dẫn xuống hoàn toàn theo cái tốc độ bình thường qua nút nhĩ thất, do đó khoảng PR là nằm trong cái giới hạn bình thường. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp mà tần số nhanh lên thì nó sẽ dẫn truyền chậm lại, đúng không? Do đó là khoảng PR sẽ kéo dài ra. Và nếu trong trường hợp mà nhanh quá thì nó sẽ block luôn, nó sẽ làm tắc nghẽn luôn cái dẫn truyền xung động đó. Do đó là ví dụ những trường hợp mà những cơn tim nhanh hoặc là những rối loạn nhịp nhĩ mà tần số lên tới 170-180 lần một phút thì nhiều bệnh nhân chúng ta thấy sẽ xuất hiện hiện tượng gọi là block nhĩ thất do nhịp nhanh, đúng không? Ví dụ như tim nhanh nhĩ bị block hoặc là cuồng nhĩ bị block, vân vân. Đấy, đây là một cái ví dụ cơn tim nhanh nhĩ, đúng không? Chúng ta thấy là một cơn tim nhanh phức bộ QS thanh mạch. Đấy. Để ý ở D2, đặc biệt các chuyển đạo D2 kéo dài, chúng ta thấy rằng là có sóng P. Đấy. Đi đằng trước mỗi phức bộ QS, P này rất là nhỏ, đúng không? Đấy. Và nếu mà chúng ta có một cái điện đồ trong cơn nhanh xoang, trong lúc mà nhịp xoang bình thường chúng ta so sánh mà thấy nó khác thì đây là tim nhanh nhĩ, đúng không? Thế ở cái điện tâm đồ này thì chúng ta thấy rằng là P ở D1, D2, D3, AVF thì cũng dương, đúng không? Điều đó rằng là cái ổ gây ngoại tâm thu nhĩ này nó cũng xuất phát từ tâm nhĩ phải, đâm ra là D1 P nó dương, AVR P nó âm. Thứ hai là D2 D3 VF dương, chứng tỏ là nó cũng xuất hiện ở phần cao của tâm nhĩ phải, tức là nó cũng gần cái vị trí của nút xoang, đâm ra cái hình ảnh sóng P phẩy nó cũng tương đối là giống với sóng P xoang, đúng không? Thế còn tùy theo các vị trí khác thì nó sẽ tạo ra những hình ảnh nó tương đối khác. Ví dụ nó xuất phát từ lỗ xoang vành là cũng chỗ mà chúng ta cũng khá hay gặp. Đấy, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy cái sóng P ở D2, D3, AVF, P nó sẽ âm xuống. Với phân loại các cơn tim nhanh nhĩ thì dựa vào thời gian xuất hiện cơn tim nhanh nhĩ, người ta chia ra làm các loại như sau. Thứ nhất là đối với trường hợp mà tim nhanh nhĩ mà ngắn, ấy, xuất hiện lại rất là nhiều lần. Đấy, người ta gọi là những cơn tim nhanh nhĩ mà thường liên quan đến ổ tự động. Đấy, cái loại này thì cũng khá là lành tính. Cái loại thứ hai là tim nhanh nhĩ bền bỉ, tức là những trường hợp mà cơn kéo dài trên 30 giây. Loại thứ ba là tim nhanh nhĩ dai dẳng mà không thể cắt nổi. Đấy, cái loại này thì đôi khi các chị cũng có thể gặp trên lâm sàng. Chúng ta sử dụng các biện pháp nọ, biện pháp kia để cắt cơn không thể cắt nổi. Thế và cái loại này thì rất dễ gây ra suy tim, đúng không? Bởi vì do cơn nó kéo dài quá. Và cái loại thứ tư là tim nhanh nhĩ đa ổ. Đối với trường hợp tim nhanh nhĩ ngắn ấy, thì là tần số thường không nhanh. Đấy, chúng ta thấy nó chỉ dao động từ khoảng 100 đến 150 chu kỳ một phút thôi. Và đa số là chúng ta hay gặp ở những cái người bình thường. Chính vì vậy đâm ra là có những trường hợp bệnh nhân được đeo Holter điện tâm đồ có thể không phải vì các rối loạn nhịp nhĩ, đúng không? Chúng tôi nói ví dụ có những trường hợp mà bệnh nhân đau ngực để chúng ta chỉ định đeo Holter điện tâm đồ để mục đích phát hiện ra những cái dấu hiệu của bệnh tim thiếu máu cục bộ, thì mới thấy rằng là về ban đêm bệnh nhân thỉnh thoảng có những cơn tim nhanh nhĩ ngắn đi khoảng 5 nhịp, 7 nhịp, 10 nhịp, sau đó nó tự nó hết và sau đó thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn như thế. Thì đây là những cơn tim nhanh nhĩ, người ta gọi là cơn tim nhanh nhĩ lành tính mà hay gặp ở những người bình thường. Đấy, ví dụ như này, chúng ta thấy là đi thành một cái chùm khoảng 7 nhịp và sau đó nó lại về nhịp xoang bình thường. Cái loại thứ hai là cơn tim nhanh nhĩ dai dẳng. Đấy. Cái loại này thì mặc dù là gặp ít, đấy, chúng tôi thấy cũng gặp một số cái trường hợp kể cả bệnh nhân người lớn khi vào đến viện thì bắt đầu là đã có biểu hiện của suy tim rồi, khó thở, phù gan to, siêu âm tim thì thất trái giãn, EF giảm.
Cái đấy lại trường hợp mà cơn tim nhanh nhĩ mà nó không phải xuất hiện kịch phát, không phải từng lúc một sau đó nó hết tự nó hết, mà cơn nó kéo dài dai dẳng và kéo dài vài ngày thì nó có thể gây suy tim. Những trường hợp này khi mà vào viện phải nói với anh các chị là chúng ta sử dụng các biện pháp để cắt cơn cũng khá là khó khăn, thậm chí rằng là sốc điện cũng không ăn thuộc. Những trường hợp này nếu mà trong gây ra suy tim rồi, đúng không ạ, thì bắt buộc là chúng ta phải điều trị càng sớm càng tốt. Với những trường hợp mà gây suy tim như thế này thì khi mà chúng ta cắt cơn thì thường cái chức năng tim nó cũng sẽ hồi phục một cách nhanh chóng. Tim nhanh nhĩ đa ổ thì là những trường hợp mà cơn tim nhanh nhĩ mà chúng ta thấy các cái sóng P phạch có hình dạng rất là khác nhau. Đấy, và khi mà chúng ta đếm thì chúng ta thấy rằng là có ít nhất là 3 loại hình dạng sóng P phạch khác nhau trở lên. Đấy, thì chúng ta gọi là nhịp nhanh nhĩ đa ổ. Các khoảng RR trong những trường hợp này thì nó cũng dài ngắn khác nhau vì liên quan đến cái tần số của cái ổ gây ra ngoại tâm thu nhĩ đó. Đấy, chính vì vậy đâm ra là khi trên lâm sàng chúng ta nghe tim chúng ta thấy là tim tiếng tim ở sao loạn nhịp hoàn toàn. Trên điện tâm đồ nếu chúng ta nhìn thoáng qua các khoảng RR cũng rất là khác nhau như thế thì chúng ta cũng lầm tưởng rằng là đây là trường hợp rung nhĩ, đúng không? Rất dễ với trường hợp rung nhĩ. Nhưng mà thực tế thì đây là cái tim nhanh nhĩ đa ổ, đúng không? Thế nên khác so với cả những cái trường hợp rung nhĩ ở điểm nào, đúng không? Là cái thứ nhất là chúng ta vẫn còn tìm thấy được các cái sóng P phạch. Và cái tần số của sóng P phạch đó nó nằm trong cái tần số của tim nhanh nhĩ, tức là bao nhiêu ạ? Từ 100 cho đến 250 chu kỳ một phút. Thế còn tần số của cái sóng F trong rung nhĩ là từ bao nhiêu? Từ 400 cho đến 600 lần một phút, đúng không? Cái thứ hai nữa, cái điểm khác nhau giữa rung nhĩ và tim nhanh nhĩ đa ổ đó là gì? Trong trường hợp tim nhanh nhĩ đa ổ thì giữa các sóng P phẩy đó người ta vẫn thấy những cái đường đặc biệt. Thế còn trong rung nhĩ thì hầu như là mất hết, đúng không ạ? Nó thay thế bằng cái sóng F nhỏ, nó cứ lăn tăn và mất cái đường đặc biệt đi. Đây là cái hình ảnh điện tâm đồ mà chúng ta thấy rằng là nhìn thoáng qua thì chúng ta thấy là sao? Các khoảng RR cũng rất không đều nhau, giống như rung nhĩ. Nhưng mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy là vẫn có những cái sóng đây, đúng không? Và nhìn hình dạng các sóng P phẩy chúng ta thấy đây một dạng, đây cái dạng thứ hai, đây là cái dạng thứ ba này, ít nhất là ba dạng như thế rồi, đúng không? Đây là trường hợp tim nhanh nhĩ đa ổ. Tim nhanh nhĩ đa ổ thì hay gặp trong các cái trường hợp ví dụ như là những bệnh nhân mà ngộ độc dioxin. Mặc dù là cái tỷ lệ gặp trên lâm sàng nó cũng không nhiều lắm, đúng không? Về điều trị cái tim nhanh nhĩ đa ổ đấy cũng tương đối khó, đúng không? Sốc điện thì không ăn thua. Mà tim nhanh nhĩ đa ổ thường là cái tần số thấp khá là nhanh. Cái dối loạn nhịp thứ ba là cuồng nhĩ. Cuồng nhĩ về bản chất ấy thì người ta cũng cho rằng là nó là một loại tim nhanh nhĩ. Nhưng mà cái cơ chế gây ra cái tim nhanh nhĩ này là do một cái vòng vào lại nó ở một cái vị trí tương đối đặc biệt là chạy xung quanh cái vòng van ba lá. Cơn cuồng nhĩ thì thường là kịch phát, tức là một là nó xuất hiện sau đó nó về nhịp xoang ngay, mà hai là chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn sau đó nó sẽ tiến triển thành rung nhĩ. Do đó là trên thực tế thì là chúng ta bắt gặp những cái điện tâm đồ cuồng nhĩ thì không nhiều. Nhưng mà nếu đeo Holter hoặc là nếu ví dụ như là trong thăm dò điện sinh lý mà chúng ta kích thích nhĩ, kích thích thất gây cơn thì chúng ta gặp cái cuồng nhĩ khá là nhiều. Về cơ chế gây ra cơn cuồng nhĩ thì là do vòng vào lại, tức là một cái vòng vào lại nó xuất hiện ở trong tâm nhĩ, mà chủ yếu thì người ta thấy rằng là cái vòng vào lại nó nằm trong tâm nhĩ bên phải. Phân loại cuồng nhĩ thì người ta chia ra hai loại là cuồng nhĩ điển hình và cuồng nhĩ không điển hình. Cuồng nhĩ điển hình là như thế nào? Cuồng nhĩ điển hình là cái mà các chị vẫn thường được dạy, vẫn thường được nghe. Đó là những cái trường hợp mà mất sóng P xoang thay thế bởi những cái sóng F lớn. Như thế nào được gọi là sóng F lớn á? Sóng F lớn là một cái sóng mà có tần số khoảng từ 250 đến 350 chu kỳ một phút. Mà đa số là khoảng 300 chu kỳ một phút. Các sóng F lớn này rất đều nhau, hình dạng giống nhau. Và nếu chúng ta nhìn ở các chuyển đạo D2, D3, AVF thì phần lớn các trường hợp cuồng nhĩ điển hình sẽ có hình ảnh răng cưa. Đấy. Hoặc là trước kia thì sách của giáo sư Trần Đỗ Trinh thì nói là hình ảnh dây hoa nhĩ. Các phức bộ QS thì thường là thanh mảnh và cũng rất là đều. Nhất là những trường hợp mà cái nút nhĩ thất đó nó block bớt những cái xung động và đi từ trên nhĩ xuống, đúng không? Mà chúng ta biết rằng tần số 300 chu kỳ một phút đó mà đi xuống thì một là nó sẽ gây ra một cái đáp ứng thất rất nhanh, đúng không? Có thể gây rối loạn huyết động. Nhưng mà bản thân nút nhĩ thất là không bao giờ cho một cái tần số quá nhanh như thế đi qua để đi xuống tâm thất cả, do đó bao giờ nó cũng gạt bớt những cái xung động đấy đi.
Do đó thường là hai xung động ở trên nhĩ thì nó cho một xung động đi xuống dưới, đúng không? Hoặc là ba thì cho xuống một, bốn cho xuống một, vân vân. Nếu cái mức block đó mà nó giữ nguyên, nó cố định thì thường cái tần số thất chúng ta thấy rất là đều. Nhưng mà nếu nó thay đổi lúc 21, lúc 31, lúc 41 thì nó cũng sẽ không đều đâu, đúng không? Do đó là để chẩn đoán cuồng nhĩ thì cái quan trọng nhất là cái dấu hiệu mất sóng P thay thế bằng sóng S. Thế còn phúc bộ quý S đều hay không đều thì là hoàn toàn phụ thuộc vào mức block của nội tiện thất. Nó không có giá trị nhiều trong chẩn đoán cuồng nhĩ, đúng không? Đấy. Đây là một cái hình ảnh điện tâm đồ, các chị thấy rằng là nếu nhìn ở các chuyển đạo D2 đúng không? Đấy. Kéo dài thì chúng ta thấy là các phúc bộ QS là khá là đều nhau. Đấy. Nhìn thì chúng ta không thấy rõ sóng P mà thấy rằng thay thế nó bằng những cái sóng, cứ ba cái sóng nó giống như là cái sóng sóng P đó, đúng không? Đấy. Rất là đều nhau, hình dạng giống nhau. Và cái tần số nếu chúng ta nhìn trên này thì thường thì là bao nhiêu? Một ô to, tức là khoảng 300 chu kỳ một phút. Và khi một cái chuyển đạo D2 kéo dài như thế này, chúng ta nhìn, nếu chỉ nhìn cái sóng F lớn đấy không thôi, để chúng ta thấy là giống cái hình tăng cường, đúng không? Thì phần lớn các trường hợp điển hình cuồng nhĩ điển hình thì chúng ta sẽ thấy được cái điện tâm đồ như thế này, nó chẩn đoán cũng khá là dễ dàng, đúng không? Tuy nhiên một số các trường hợp khác thì chúng ta thấy rằng là cũng là cuồng nhĩ điển hình, nhưng mà nếu nhìn ở các chuyển đạo D2 kéo dài đây, các anh chị nhìn thấy đây, thì nó không còn cái hình ảnh răng cưa nữa, đúng không? Đấy, mà chúng ta thấy là nó dương ở các chuyển đạo D2, D3 và AVF. Đấy. Và cái mức block của nó là của nút nhị thất đối với các xung động cuồng nhĩ nó cũng thay đổi. Đấy. Có lúc thì chúng ta thấy rằng là nó 5161 nhưng có lúc nó chỉ 21. Nó làm cho phức bộ QS nó không đều nhau. Nhưng nó vẫn là cuồng nhĩ điển hình. Bởi vì nó vẫn có các sóng F lớn với cái tần số như thế, hình dạng biên độ rồi hình dáng giống hệt nhau, đúng không? Và cái tần số nó khoảng 300 chu kỳ một phút. Hoặc có những trường hợp các anh các chị nhìn như cái điện tâm đồ này chẳng hạn, nhìn như thế này thì chúng tôi nghĩ rằng là phần lớn trong chúng ta khi mà chúng ta bắt gặp cái điện tâm đồ này thì cái chẩn đoán của chúng ta thường bao giờ là gì? Cơn nhịp nhanh trên thất, đúng không? Cơn nhịp nhanh trên thất. Thế thì tí nữa thì chúng ta thấy rằng là trong cái phần phân biệt chẩn đoán cơn nhịp nhanh trên thất thì chúng tôi cũng sẽ nói sơ qua với các anh các chị là chẩn đoán phân biệt như thế nào. Thế còn những trường hợp như thế này, đúng không? Thế nếu mà ví dụ như là với một cái gọi là tần số thất đúng bằng 150 chu kỳ một phút, một cơn tim nhanh mà tưởng là cơn tim nhanh trên thất, đúng không? Nhưng mà tần số thất là 150 chu kỳ một phút thì chúng ta phải cần phân biệt với cuồng nhĩ 21. Đấy, do đó chúng ta có thể sử dụng thuốc hoặc là chúng ta sử dụng những cái nghiệm pháp thì ạ, cường phế vị để làm gì? Để là tăng cái khả năng block tại nút nhị thất, tức là làm giảm dẫn truyền của nút đi. Lúc bây giờ là sao? Để nó lộ rõ hơn. Khi mà tần số thất chậm lại thì nó sẽ lộ rõ hơn các cái sóng F lớn đó, đúng không? Thế thì cơ chế gây ra cái cuồng nhĩ điển hình thì người ta thấy rằng là đây, đây là cái mặt cắt của quả tim mà sau khi người ta cắt cái phần tâm nhĩ ở phía trên đi, đúng không? Ở dưới này còn lại là toàn bộ phần tâm thất. Bên này là cái vòng van ba lá, bên này là cái vòng van hai lá. Thì người ta thấy rằng là trong cái trường hợp cuồng nhĩ điển hình đấy, thì cái cơ chế gây ra cái cơn cuồng nhĩ đó là do một cái vòng vào lại, đúng không? Nó chạy xung quanh cái vòng van hai lá, ba lá như thế này. Và tùy theo cái chuyện là cái vòng vào lại, cái xung động nó chạy ngược chiều kim đồng hồ hay là chạy xuôi chiều kim đồng hồ để nó có thể tạo ra một cái cơn cuồng nhĩ mà có hình răng cưa hay là không có hình răng cưa. Đúng. Cái đấy thì hơi sâu một chút, nhưng mà để giải thích cho các anh chị thấy rằng là cái trường hợp cuồng nhĩ điển hình không phải trường hợp nào cũng có hình răng cưa hay là dây hoa nhĩ ở các chuyển đạo sau dưới D2, D3, AVF. Thế còn trong trường hợp cuồng nhĩ không điển hình thì chúng ta sẽ chẩn đoán dựa vào gì ạ? Một là cũng mất sóng P thay thế bằng các cái sóng nhĩ, và cái tần số thì nhanh hơn tần số của cơn cuồng nhĩ điển hình. Cuồng nhĩ điển hình thì từ 250 đến 350, thế còn không điển hình sẽ là từ 350 đến hơn 400, và còn tần số của dung nhĩ sẽ từ 400 trở lên, đúng không? Nhịp thất thì thường là không đều bởi vì do tần số nhĩ nó không đều nhau. Và cơ chế gây ra cuồng nhĩ không điển hình cũng là do những cái vòng vào lại nó nằm trong tâm nhĩ, nhưng mà nó nhỏ hơn, nó không phải chạy quanh vòng van ba lá nữa, nó chạy có thể bất kể vị trí nào trong tâm nhĩ, có thể tâm nhĩ phải hoặc tâm nhĩ trái, đúng không? Cái nhìn chung thì là đối với cái cuồng nhĩ điển hình thì chẩn đoán đối với chúng ta cũng không khó nếu trong trường hợp mà tần số thất nó cũng có nhanh. Còn đối với trường hợp mà cuồng nhĩ không điển hình thì ta thấy rằng là nếu mà nhìn điện tâm đồ thì chúng ta cũng thấy cũng như là dung nhĩ, vì là cái phúc bộ QS nó không đều nhau. Tuy nhiên khi mà chúng ta tìm cái sóng nhĩ để chúng ta tính tần số
thì thấy rằng là cái tần số của cuồng nhĩ không điển hình nó sẽ chậm hơn tần số của dung nhĩ, và chúng ta còn nhìn thấy tương đối rõ đường tạng điện. Đấy là phân biệt giữa mấy cuồng nhĩ không điển hình. Trên điện âm đồ thì đôi khi người ta sẽ sử dụng một cái khái niệm mà ta gọi là dung cuồng nhĩ, tức là lúc thì dung nhĩ, lúc thì cuồng giống như là lúc thì cuồng nhĩ, lúc thì giống như dung nhĩ. Nhưng mà trên thực tế thì là về mặt thăm dò điện sinh lý học thì người ta gọi là cuồng nhĩ không điển hình. Cái loại rối loạn nhịp thứ tư mà chúng tôi trình bày với các anh chị đấy là dung nhĩ. Chẩn đoán dung nhĩ trên điện âm đồ thì cũng hoàn toàn không khó khăn gì. Đúng không? Đó là gì ạ? Là mất sóng P thay thế bằng một sóng F nhỏ. Nó khác với sóng F lớn trong cuồng nhĩ. Đúng không? Nó khác ở điểm nào? Cái tính chất của sóng F nhỏ này chúng ta thấy là tần số thì nhanh hơn. Thứ hai là về hình dạng thì nó khác nhau giữa các cái sóng F nhỏ đó. Nó không phải là cuồng nhĩ. Cuồng nhĩ sóng F lớn thì sóng nào giống sóng nào. Đúng không? Thế còn cái sóng dung nhĩ tức là sóng F nhỏ này thì các sóng nó sẽ thay đổi theo từng cái sóng F nhỏ đó. Còn phúc bộ QS thì rất không đều. Không đều ở đây, nếu cái từ tiếng Anh thì người ta sẽ dùng cái từ được gọi là irregularly, irregular. Tức là không đều nhưng mà nó không có một quy luật gì hết. Để khác với cái trường hợp là gì? Ví dụ trường hợp là tim nhanh bị block, đúng không ạ? Mà block kiểu Wankelbach, tức là cứ vài cái nhịp lại có một cái khoảng error dài, đúng không? Ví dụ như là chu kỳ 3-1 chẳng hạn, thì ba cái phức bộ QS tương đối đều nhau thì lại có một cái phức bộ QS mà khoảng error nó dài ra. Đúng không? Tiếp tục chu kỳ như thế ba cái lại có một khoảng kia, thì cái đấy nó gọi là một cái regular irregular, regularly irregular, tức là đều nhưng có tính quy luật. Còn trong trường hợp mà dung nhĩ thì hoàn toàn không có quy luật hết, không có dài ngắn một cách có quy luật như thế cả, đúng không? Đây là hình ảnh một cái điện âm đồ, chúng ta thấy rằng là các cái nhìn, các cái khoảng RR thì khác nhau hoàn toàn, đúng không? Để chúng ta đo đánh, chúng ta đo đạc hẳn hỏi. Thứ hai là nhìn ở các chuyển đạo sau dưới D2, D3, AVF hoặc là các chuyển đạo V1 thì chúng ta thấy rằng là mất hoàn toàn cái sóng P, đúng không? Thay thế bởi những cái sóng nhỏ lăn tăn, mà nếu chúng ta nhìn thoáng qua chúng ta thấy rõ ràng là các cái sóng này thì rất là khác nhau, sóng to, sóng bé, đúng không? Sóng đỉnh tầy, sóng đỉnh nhỏ. Thế rồi là tính cái tần số thì tần số là khá là cao. Tôi nói ví dụ trong trường hợp từ sóng nhĩ này đến sóng nhĩ này chỉ có khoảng gần một nửa ô to thôi, đúng không? Nửa ô to tức là hơn 600 chu kỳ một phút. Cái đấy là cái sóng F nhỏ. Các phúc bộ QS thì nhìn chung thì không thay đổi lắm, nhưng đôi khi có thể do những cái sóng F nó rơi vào được ra làm cho cái phúc bộ QS nó sẽ biến đổi một chút, đúng không? Nó có thể có khớp đằng trước, khớp đằng sau hoặc là đỉnh hơi tù một tí, nhưng nhìn chung thì là thanh mảnh. Cái tần số thất trong dung nhĩ có cái giá trị tiên lượng để chẩn đoán những cái bất thường cái bệnh nhân dung nhĩ, thì là một cái nút nhĩ thất bình thường thì nó có thể cho phép dẫn truyền một cái xung động với cái tần số khoảng từ 100 cho tới 170-170 chu kỳ một phút, đúng không? Tức là khi mà nhanh quá nữa thì nó block bớt đi. Thế do đó rằng là các bệnh nhân dung nhĩ khi vào viện với chúng ta đấy, thì thường cái tần số thất nó sẽ dao động khoảng 100 đến 150 chu kỳ một phút. Đấy. Và hay gặp nhất là khoảng từ 130 đến 150 chu kỳ một phút. Mà chúng ta gọi là dung nhĩ nhanh. Đúng không? Thế bây giờ nếu mà trong trường hợp bệnh nhân đó vào viện của chúng ta mà tần số thất mà trên 200 chu kỳ một phút. Đấy. Tức là gì ạ? Là cái xung động từ trên nhĩ nó xung thất nhiều. Mà đa số các trường hợp chúng ta biết là nút nhĩ thất nó không thể cho một cái xung động đi xuống tâm thất như thế. Đấy, thì như vậy rằng là nếu tần số thất nhanh này thì chúng ta xem là một là bệnh nhân đấy có hội chứng uôn Parkinson White hay không, nhất là nếu trong trường hợp QS rộng. Cái thứ hai nữa là ở những cái bệnh nhân mà trẻ tuổi nút nhĩ thất dẫn truyền còn tương đối tốt, nhất là thanh niên, đấy, hoặc là những cái bệnh nhân mà kèm theo một cái tình trạng cường giao cảm, tôi nói nhất ví dụ hay gặp nhất là những bệnh nhân suy hô hấp trên cơ sở mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà dùng thêm những cái thuốc giãn phế quản, đấy là những cái thuốc mà kích thích beta giao cảm, đúng không? Thì nó làm tăng cái dẫn truyền qua nút nhĩ thất lên, thì khi mà trong cơn suy hô hấp đó thứ thì cái tần số thất nó cũng thể là khá là nhanh, nhưng mà trong trường hợp đó thì QS thường là thanh mạch. Thế như vậy là nếu tần số thất nhanh quá thì chúng ta phải nghĩ đến có hội chứng VVV không, nhất là QS giãn rộng. Còn nếu tần số thất mà dưới 100 chu kỳ một phút đấy, thì hai khả năng, một là bản thân cái nút nhĩ thất của bệnh nhân đã kém từ trước rồi, hai là bệnh nhân có thể là đã được dùng các cái thuốc mà làm chậm dẫn truyền qua nút nhĩ thất. Ví dụ
chạy beta giao cảm, ví dụ dioxin hoặc là chạy kênh canxi, đúng không ạ? Thế còn tất nhiên rằng là nếu mà ví dụ chậm dưới 100 kỳ phút này thì tốt quá, đúng không ạ? Bởi vì những bệnh nhân dung dịch nhanh vào là bao giờ chúng ta, một là chuyển nhịp xoang, và hai là chúng ta phải khống chế cái tần số thất với cái mục tiêu là cái tần số thất nó phải dưới 100 kỳ phút. Cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà cái tần số thất trong dung nhĩ mà lại chậm mà lại rất là đều, đúng không ạ? Thì trong trường hợp đó là có thể là cái nút nhĩ thất nó bị làm sao, là bị tổn thương và gây block hoàn toàn rồi. Các trường hợp mà dung nhĩ không điển hình đó là những trường hợp gì ạ? Dung nhĩ mà cái nhìn cái sóng S, tức là cái sóng dung nhĩ không rõ. Hoặc là dung nhĩ mà QS đều chậm, hoặc là dung nhĩ với tần số thất rất là nhanh trong cái hội chứng uốn ván Parkinson White, thì các cái chúng ta phải dựa vào những cái tiêu chuẩn gì để chúng ta chẩn đoán, đúng không? Tôi nói ví dụ có những trường hợp mà dung nhĩ với cái tần số thất nó khá là nhanh. Đấy. Cái này hình ảnh thì mờ thì chúng tôi chụp lại, như các chị thấy rằng là có thể lúc bấy giờ là bệnh có một là trong cái tình trạng suy tim, hoặc là lo lắng quá, hoặc là trời lạnh nữa, chúng ta nhìn thấy là các cái chuyển đạo nó nhiễu như thế này, rất khó tìm cái sóng F nhỏ, đúng không? Tức là không rõ sóng F nhỏ do bị nhiễu. Thì trong trường hợp này thì chẩn đoán bằng cách nào, đúng không? Đấy, hoặc là thậm chí ví dụ như là cũng có những trường hợp mà nhìn điện tâm đồ thì tương đối rõ, thế nhưng mà ở một hai chuyển đạo mà chúng ta thấy rằng là nó gần như cái đường đẳng điện, cái sóng F nó quá bé, đúng không? Thì trong trường hợp đó thì chúng ta không thể dựa vào cái tiêu chuẩn là mất sóng P thay thế bằng sóng F nhỏ nữa, mà lúc này chúng ta chỉ dựa vào một cái tiêu chuẩn duy nhất là gì ạ? Là chúng ta đo các khoảng RR thấy rất là khác nhau, rất là không đều nhau để chẩn đoán dung nhĩ thôi. Đấy. Một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng đấy, trên các chuyển đạo chúng ta thấy rằng mất sóng P và thay thế bằng những cái sóng mà rất là nhỏ, tần số nhanh, đấy, hình dạng rất là khác nhau như thế này, đúng không? Và cái sóng này chúng ta với cái tính chất như thế thì chúng ta cho rằng đây là cái sóng F nhỏ, tức là sóng dung nhĩ. Nhưng mà chúng ta để ý thấy tần số thất là sao ạ? Rất là đều, đúng không? Dung nhĩ thì không bao giờ, nếu mà dung nhĩ mà bình thường thì không bao giờ tần số thất đẹp cả. À, thế như vậy rằng là dung nhĩ mà tần số thất đều mà lại chậm như này thì chỉ gặp trong trường hợp mà dung nhĩ có block nhĩ thất cấp 3. Đấy, và trong trường hợp đó là xung động trên nhĩ nó không thể nào xuống tâm thất được. Mà cái xung động ở đây là khử cực tâm thất là từ đâu ạ? Nó từ một cái điểm nào đó ở dưới tầng thất, đúng không? Nó có thể là gì ạ? Là thân bó His, nó có thể là các nhánh của bó His, nó có thể là trong cơ thất. Chính vì là chỉ có một điểm duy nhất đấy thôi, nên ra nó phát ra xung động rất là đều đặn, đúng không? 30, 40, 50 chu kỳ một phút rất là đều đặn. Nên ra chúng ta nhìn cái phúc bộ QS trong trường hợp này vẫn rất là đều, đúng không? Thế như vậy là dung nhĩ mà tần số thất chậm đều thì đây là dung nhĩ gốc block cấp 3. Thế còn nếu các anh chị đã bao giờ nhìn thấy một cái trường hợp điện tâm đồ dung nhĩ tần số thất rất đều nhưng mà lại không chậm? Và trong trường hợp đấy thì là chúng ta gặp trong trường hợp nào? Sơn đi ở C9 rồi có nhìn thấy một điện tâm đồ nào thế không? À, chưa bao giờ thấy đâu. Có anh chị nào nhìn thấy không ạ? Đấy là trường hợp mà dung nhĩ ở bệnh nhân cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, đúng không ạ? Dung nhĩ cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn mà dung nhĩ tức là dung nhĩ chậm, đúng không? Có thể không phải là block nhĩ cấp 3, nhưng mà vì là rối loạn tức là cái dẫn truyền qua nút nhĩ thân kém quá, nên ra có những lúc tần số thất rất chậm nhưng có triệu chứng thì phải cấy máy. Mà cấy máy trong trường hợp dung nhĩ thì là chúng ta chỉ có thể cấy máy một buồng thất thôi, đúng không ạ? Bởi vì trên tâm nhĩ kia là nó loạn hết cả rồi, đúng không? Không được. Thế lúc bấy giờ là gì ạ? Là nền thì vẫn là dung nhĩ. Thế nhưng mà chúng ta thấy các phúc bộ QS thì rất là đều nhau, và thường là cái tần số tạo nhịp chúng ta để ở khoảng 60 cho đến 70 chu kỳ một phút, là tần số vẫn hoàn toàn bình thường. Đó. Đó. Thế như vậy rằng là nếu mà dung nhĩ mà tần số thất rất đều mà trong cái giai đoạn bình thường thì chúng ta phải xem là có phải máy tạo nhịp vĩnh viễn hay không. Trước kia nếu mà cái máy tạo nhịp vĩnh viễn mà các anh chị thấy rằng là cái máy tạo nhịp mà gọi là điện cực đơn cực ấy, thì chúng ta nhìn thấy những cái xung kích thích, những cái spike rất là to đi trước mỗi phúc bộ QS. Nhưng bây giờ cái thế hệ dây điện cực mới này thì cái xung nó rất là bé xíu, mình không nhìn thấy gì cả đâu. Không nhìn thấy, không thể dựa vào cái chuyện spike để chúng ta quyết định là máy tạo nhịp vĩnh viễn, chúng ta phải dựa vào cái gì khác. Đó. Một cái trường hợp nữa đó, cái điện tâm đồ như thế này đấy. C1 chắc là thỉnh thoảng cũng sẽ gặp những cái bệnh nhân như thế này, đúng không? Chúng ta thấy sao ạ? Tần số tim rất nhanh. Phúc bộ QS thì làm sao ạ? Giãn rộng, đúng không? Ở V1 thì chúng ta thấy dạng block nhĩ phải này, giãn rất rộng. Đấy. Thế cái điện tâm đồ này chúng ta chẩn đoán là gì ạ?
Dung nhĩ có dẫn truyền lịch hướng. Dung nhĩ trên cơ sở block đánh từ trước. Hay là dung nhĩ ở hội chứng Wolff-Parkinson White. Đúng không ạ? À, cái này là cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải làm sao phải chẩn đoán phân biệt, bởi nó liên quan đến vấn đề điều trị khác nhau hoàn toàn, đúng không ạ? Từ cái chỗ mà điều trị ví dụ như là chỉ cần và điều trị theo hướng này cái nhưng mà nó chống chỉ định hướng kia là chết. Đấy, tôi nói ví dụ như là đây là một cái trường hợp mà dung nhĩ mà dẫn truyền lệch hướng. Đấy, thì chúng ta có thể dùng gì ạ? Dùng các thuốc để giảm tần số thất, tức là làm sao làm chậm dẫn truyền con nút nhĩ thất đi, thì chúng ta dùng cái gì ạ? Digoxin. À, chúng ta dùng chặn kênh canxi mà không có nhân dihydropyridin, ví dụ verapamil chẳng hạn. Chúng ta có thể truyền cortisone, đúng không? Vân vân. À, thì trong trường hợp mà dung nhĩ mà block nhánh, dung nhĩ mà dẫn truyền lệch hướng thì ok. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà dung nhĩ mà lại gì ạ? Mà VVV thì chúng ta dùng các thuốc đó thì bệnh nhân có thể tiến triển thành dung thất. Đó. À. Thế rồi là nếu mà ví dụ đây là nhịp nhanh thất mà chúng ta lại chẩn đoán theo hướng mà dung nhĩ ạ, thì nó không hiệu quả gì hết, đúng không? À, thế như vậy rằng là một trong những cái trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải chẩn đoán ra để có cách điều trị, và điều trị trong trường hợp đó phần lớn là sẽ phải sử dụng một là các thuốc chống loạn nhịp tim tương đối đặc biệt. Đấy, các thuốc nhóm 1, mặc dù ở Việt Nam là hoàn toàn không có, và nếu không có thì chúng ta phải sốc điện để điều trị cho bệnh nhân, đúng không? Đấy là phải chẩn đoán phân biệt với trường hợp mà dung nhĩ ở bệnh nhân có hội chứng Wolff-Parkinson White, đúng không? Thì trước khi nói về cái tiêu chuẩn chẩn đoán trong trường hợp đó thì chúng tôi sẽ nói sơ qua một chút về hội chứng Wolff-Parkinson White. Hội chứng Wolff-Parkinson White thì nó nằm trong cái hội chứng tiền kích thích. Thực ra hội chứng tiền kích thích thì nó có nhiều các loại, hội chứng Lowe-Adamovine này, hội chứng Wolff-Parkinson White này, vân vân, đúng không? Thế nhưng mà cái Wolff-Parkinson White là hội chứng vẫn hay gặp nhất. Thế nguyên nhân gây ra hội chứng Wolff-Parkinson White là gì, đúng không? Cái các chị cũng đã nhiều người biết, nhưng mà chúng tôi vẫn nhắc lên cái. Đó là gì ạ? Là cái cầu nối giữa tâm nhĩ và tâm thất. Bên cạnh cái cầu nối bình thường là nút nhĩ thất. Đấy. Thì xuất hiện thêm một cái cầu nối nữa, nó nối từ tâm nhĩ xuống tâm thất, nó có thể bất kể vị trí nào ở quanh vòng van hai lá và vòng van ba lá. Đấy. Người ta gọi là đường dẫn truyền phụ, hay còn gọi là cầu Ken. Đấy. Tại sao gọi là phụ? Bởi chúng ta có chính là có nút nhĩ thất rồi, thì cái đường dẫn truyền đấy người ta gọi là phụ, mà phụ là có thể bỏ đi, cái chính thì không được phép bỏ đi, đúng không? Đấy. Người ta gọi là đường dẫn truyền phụ. Thế thì khi mà có cái đường dẫn truyền phụ này ở bên cạnh đây thì cái xung động từ trên tâm nhĩ đi xuống tâm thất nó sẽ theo cả hai con đường là nút nhĩ thất và cầu Ken. À. Thế thì cái cầu Ken này và nút nhĩ thất thì nó có cái đặc điểm nó khác nhau, và chính từ khác nhau này làm ra nó gây ra những cái tình trạng biểu hiện lâm sàng khác nhau. Đấy là gì? Là cái nút nhĩ thất ấy, thì cấu tạo của nút nhĩ thất nó có rất nhiều những cái sợi sơ chằng chịt chạy quanh trong cái nút nhĩ thất đó. Thế đâm ra là xung động đi qua đấy thì là thường là sẽ là dẫn truyền rất là chậm trễ. Và thứ hai nữa là những xung động quá nhanh thì nút nhĩ thất nó sẽ gạt bỏ bớt đi, nó không cho xuống tâm thất nữa. Đấy. Thế còn cầu Ken ấy thì là nó lại ngược lại hoàn toàn. Đấy, về mặt giải phẫu thì nó gồm có những cái sợi dẫn truyền mà chạy thẳng, tức là không ngoằn ngoèo giống như là cái nút nhĩ thất kia. Thứ hai nữa là nó cho phép các cái tốc độ, các cái xung động mà có tốc độ rất nhanh, với cái tần số rất nhanh đi từ trên nhĩ xuống, đúng không? Chính vì vậy đâm ra là tại sao cái thứ dung nhĩ mà cái tần số mặc dù là từ 400 đến 600 như thế, đâm ra là vẫn cho rất nhiều cái xung động đi xuống tâm thất, tới cái chuyện là tần số rất nhanh. Thế lúc nhịp xoang ấy thì chúng ta biết rằng là cái xung động đó nó sẽ vừa đi qua nút nhĩ thất, nó lại vừa đi qua cầu Ken, đúng không? Mức độ đi bên nào nhiều hơn nó sẽ tùy vào từng bệnh nhân, tùy vào cái đặc điểm điện sinh lý của nút nhĩ thất với cái cầu Ken đó, đúng không? Thế nhưng mà khi xung động đi qua cầu Ken ấy, thì chúng ta biết rằng là cái tốc độ dẫn truyền qua cầu Ken nó nhanh hơn là so với nút nhĩ thất. Thế do đó rằng là cái thời gian dẫn truyền từ nhĩ xuống thất làm sao ạ? Ngắn. Ngắn thì do đó là trên điện đồ chúng ta sẽ thấy khoảng PR nó sẽ ngắn hơn so với bình thường, đúng không? Cái thứ hai nữa là khi xung động đi qua cầu Ken này thì nó khử cực cái đường dẫn truyền phụ, tức khử cực cái cầu Ken này và một phần cơ thất cạnh cái cầu Ken này. Nó sẽ tạo ra một cái sóng chậm, người ta gọi là sóng delta. Đấy, đây là một cái sóng vát lên ở ngay chân của cái bộ PS. Đấy. Thế và khi mà cái xung động dẫn truyền qua cái cầu Ken để đi xuống tâm thất thì chúng ta biết rằng là khử cực tâm thất nó sẽ là bình thường hay là bất thường ạ? Nó bất thường, đúng không? Khử cực bình thường là phải đi từ giữa, từ vách đến thất sang hai bên. Đấy. Thì khử cực tâm thất phải, tâm thất trái nó đồng thời nhau, đâm ra là tổng thời gian khử cực tâm thất nó sẽ ngắn hơn. Thế do đó rằng là phúc bộ PS thanh mảnh. Thế còn trong trường hợp mà khử cực
cái cầu đi qua xung động đi qua cầu gen này thì nó sẽ tùy theo cầu gen nằm ở bên nào thì nó khử bên đấy trước, sau đó nó mới đi sang bên kia, làm cho tổng thời gian khử của tâm thất nó sẽ kéo dài và dẫn tới cái chuyện là gì ạ, phúc bộ quyết giãn rộng. Và khử cực bất thường như thế thì là cái tái cực nó cũng bất thường, dẫn tới chuyện STT nó sẽ thay đổi trái chiều, đúng không? Thì đấy là một cái hình ảnh VVV điển hình như vậy. Như các anh chị lưu ý rằng là cái đặc điểm dẫn truyền của cái cầu gen đó là nó cho phép các cái xung động với cái tần số rất nhanh đi qua để xuống tâm thất. Đây là thực sự là một cái sự nguy hiểm ở những cái bệnh nhân có hội chứng Wolff-Parkinson là như vậy, đúng không? Thì các cái vị trí của cái cầu gen thì các chị có thể biết sơ qua, đây là cái vòng van ba hai lá, bên này là vòng van ba lá. Thì cái đường gạch song song đây là cách vị trí của cái cầu gen, nó có thể nằm bất kể vị trí nào quanh cái vòng van ba lá này, hoặc là quanh vòng van hai lá này, thậm chí là quanh van động mạch chủ. Thế thì trong hội chứng Wolff-Parkinson thì chúng ta lo ngại vấn đề gì, đúng không? Nếu một cái bệnh nhân mà điện tâm đồ có hình ảnh Wolff-Parkinson nhưng mà trên lâm sàng hoàn toàn không có biểu hiện gì cả, đúng không? Đấy, thì người ta gọi là hội chứng Wolff-Parkinson không triệu chứng, gọi là asymptomatic WPW. Thế nhưng mà ở những cái bệnh nhân Wolff-Parkinson thì đa số là hay gây ra các cái rối loạn nhịp tim, đúng không? Mà phần lớn các rối loạn nhịp tim đó là cơn nhịp nhanh kỳ phát trên thất, đúng không? Đấy là cái nó do một cái vòng vào lại, nó khử cực tâm nhĩ, sau đó nó đi qua nút nhĩ thất, rồi khử cực tâm thất trong chạy vòng ngược lên trên cái đường dẫn truyền phụ và tạo thành một cái vòng vào lại lớn như này. Đó. Bên cạnh đó thì khoảng 10-15% thì nó hội chứng Wolff-Parkinson nó gây ra các cái rối loạn nhịp nhĩ như là rung nhĩ, cuồng nhĩ, tim nhanh nhĩ. Thế đối với trường hợp mà cơn nhịp nhanh kỳ phát trên thất ở bệnh nhân Wolff-Parkinson thì thường không nặng nề lắm, đúng không? Nó giống như các cơn nhịp nhanh kỳ phát trên thất khác. Thế nhưng mà nếu mà bệnh nhân VVV mà lại kèm theo các rối loạn nhịp nhĩ này thì thường khá là nguy hiểm và gây ra những triệu chứng nặng nề cho bệnh nhân, đặc biệt là các cái tình trạng rối loạn huyết động. Thế thì ở những bệnh nhân mà có hội chứng Wolff-Parkinson mà lại kèm theo rung nhĩ thì trên điện tâm đồ như cái hình ảnh vừa xong đó, anh các chị nhìn thấy, thì người ta dựa vào những cái tiêu chuẩn nào để người ta chẩn đoán rằng là đấy là cái rung nhĩ ở bệnh nhân có hội chứng Wolff-Parkinson mà không phải là rung nhĩ dẫn truyền lệch hướng hay là rung nhĩ block nhánh từ trước. Đấy. Thì người ta dựa vào thứ nhất là tần số thất rất là nhanh, đúng không? Đấy, từ 220 đến 360 chu kỳ một phút. Thứ hai là các khoảng RR rất không đều nhau. Các khoảng RR rất không đều nhau nhằm mục đích là người ta sẽ loại trừ đi cái trường hợp nhịp nhanh thất. Bởi vì các trường hợp nhịp nhanh thất thì các khoảng RR nó có thể không đều chằn chặn giống như nhịp nhanh kỳ phát trên thất, nhưng mà nó khá đều. Thế còn rung nhĩ thì rất không đều, đúng không ạ? Như vậy với cái tiêu chuẩn thứ hai này nó loại trừ bớt cái trường hợp nhịp nhanh thất đi. Các phúc bộ quyết giãn rộng và hình dạng thì rất là khác nhau giữa các nhát bóp. Ở đây là vì sao? Khi mà xung động với cái tần số rất nhanh thì nó block tại nút nhịp thất thì nó sẽ đi qua cầu gen là chính, thì lúc bây giờ QS nó sẽ giãn rộng nhiều hơn. Thế nhưng mà cái tần số mà nó chậm hơn một chút thì nó lại đi cả qua nút nhịp thất và đi qua các cầu gen. Và chúng ta biết rằng đi qua nút nhịp thất thì QS làm sao ạ? Nó không mạnh. Do đó rằng là khi mà nó đi qua các nút nhịp thất qua cầu gen ấy thì nó sẽ tạo ra một phúc bộ QS nó gọi là fusion, tức là nó hỗn hợp giữa hai cái luồng xung động đi theo hai con đường đó, thì phúc bộ QS thường nó không giãn rộng bằng. Do đó tùy vào cái tần số rung nhĩ nhanh hay là nhanh nhiều hay nhanh ít mà nó có thể làm cho phúc bộ QS là giãn rộng nhiều hay giãn rộng ít. Nó khác với trường hợp nhịp nhanh thất, khác với trường hợp mà dẫn truyền lệch hướng, hoặc là những trường hợp mà gọi là block nhánh từ trước. Đấy, thì phúc bộ QS, hình dạng phúc bộ QS nó giống nhau chằn chặt. Thế còn rung nhĩ thứ mà có VV thì phúc bộ QS nó cũng sẽ có sự thay đổi. Và một trong những cái tiêu chuẩn mà chúng ta có thể dựa vào đó để chẩn đoán gần như chắc chắn đó là gì? Là đối với một cái cơn nhịp nhanh mà phúc bộ QS giãn rộng như vừa xong, các anh chị nhìn thêm, người ta đo cái khoảng RR ngắn nhất, tức là tính cái tần số nhanh nhất, đúng không ạ? Mà nếu mà RR ngắn nhất mà dưới 250 mili giây, tức là tương đương với cái tần số thất nó khoảng trên 240 chu kỳ một phút, thì gần như là chắc chắn là VPV rung nhĩ. Đối với cái nút nhịp thất thì không bao giờ, kể cả người trẻ, kể cả bệnh nhân đang dùng các thuốc kích thích giao cảm, không bao giờ có một cái tần số thất nhanh như thế cả, đúng không ạ? Người ta đã thống kê thấy rằng là cái tỷ lệ mà dựa vào cái tiêu chuẩn này để chẩn đoán rung nhĩ của bệnh nhân VPV nó có thể lên tới cái độ nhạy của nó rất là cao, độ nhạy độ đặc hiệu rất cao. Ô là là, trả lời tại sao cầm. Pin nó ít quá. Cái này vẫn cắm rồi mà nhỉ.
chết rồi. Đây có mũi hai ổ. Đây có lẽ buổi sau nhỉ. À đây rồi, được rồi. Thế do đó là đối với một cái điện tâm đồ mà phúc bộ quét dẫn như vừa xong, đúng không? Đấy. Thì nếu chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải xem các khoảng R. Đối với trường hợp đó, ấy, nói rằng là chúng ta có thể gọi xác định xem có sóng delta ở các phúc bộ quét dạng rộng hay không để chúng ta chẩn đoán. Phải nói thật với chị rằng là rất khó, bởi vì là bản thân các cái sóng delta khi mà tần số thất qua nhá, thì các sóng delta nó sẽ không rõ thế nào cả. Đấy, chúng ta không thể được dựa vào có thể là đấy, thế mà đầu tiên là gì? Một là các khoảng R, R nó có đều nhau hay không? Và nếu nó không đều thứ thì nó có quy luật gì hay không? Đấy, thứ hai nữa là chúng ta dựa vào các hình ảnh phúc bộ QS giãn rộng đó. Chúng ta xem là nó giãn rộng nhưng mà nó giống nhau hoàn toàn hay là vẫn có khác nhau giữa các cái phúc bộ QS. Và cái thứ ba nữa là một cái điểm rất quan trọng đấy, là chúng ta tìm cái khoảng R, R ngắn nhất để chúng ta đo. Và nếu cái khoảng R, R đó mà nó dưới 240 dây, ngắn dưới 240 dây, thì cái trường hợp đó là cái trường hợp mà gọi là dung nhĩ có hội chứng Wolff-Parkinson-White. Vâng, như vậy đây cũng là xong cái phần thứ nhất là các cái rối loạn nhịp nhĩ, trước khi đi nói về phần nhịp nhanh kịch phát trên thất. Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất thì nó cũng là một cái rối loạn nhịp nhanh xuất phát từ tầng trên thất. Một cái rối loạn nhịp cũng khá là thường gặp trên lâm sàng. Được không em? Xét về cơ chế gây ra cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất thì nó có mấy cơ chế tất cả? Cầm với không? Cái bài của anh Trang là nào? Bài thứ hai. Đây. Đây bài này. Xong rồi, xong rồi. Ờ, xong rồi. Cầm nhỉ? Đấy là cơ chế gây rối loạn nhịp tim nói chung, đúng không? Thế bây giờ riêng trong cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất mà thông thường là chúng ta vẫn thấy hay thấy các thầy rồi các thầy cô rồi các anh các chị nói trên lâm sàng đấy, đúng không? Đấy, gồm những cái loại gì? Có nghe thấy bao giờ? Nghe thấy nhiều chứ? Ông thấy rằng khá nhiều bệnh nhân giả vờ vậy, tức là ở nhà thứ gì, thế nhưng mà khi mà đến khám thì là nhiều bệnh nhân trong số đó thì đến thì hoàn toàn bình thường, khám nghe tim rồi làm viện tâm đồ hoàn toàn bình thường, không có nên gì. Có một số bệnh nhân thì khi mà đến khám ấy thì ghi điện tâm đồ thì phát hiện ra là nhịp tim nhanh, nghe thì nhịp tim nhanh. Mà trong khi đó thì hoàn toàn không có bị tim thực tổn gì cả. Thế mà ông cho rằng đây là những cơn gọi là cơn Bouveret. Mà cơn đó thì người ta cho rằng là những cơn lành tính thôi. Có cái khởi thủy từ rất là lâu, từ hàng chục năm. Thì là chữ pacemaker. Nhưng mà rộng ra hơn thì ta phải hiểu nó là cái chữ device. Tức là các thiết bị. Các thiết bị được cấy ghép ở trong tim. Thì ngoài cái vấn đề máy tạo nhịp là một cái thiết bị kinh điển, thì nó còn những thiết bị khác mà có thể không gọi là máy tạo nhịp. Ví dụ máy có chức năng là tái đồng bộ tim,
đúng không? CRT hoặc là máy ICD, tức là máy phá rung và chuyển nhịp tự động, đúng không? Ngoài ra có cả những thiết bị khác thì người ta gọi chung là device. Thì trong ngày hôm nay thì chủ yếu cơ bản là em sẽ giới thiệu về vấn đề là khái niệm cơ bản về máy tạo nhịp tim và những cái điện tâm đồ cơ bản nhất máy tạo nhịp. Đấy là thuộc nội dung bài thứ nhất. Bài thứ hai em còn một buổi nữa vào trưa thứ hai tuần sau, đúng không? Trưa thứ hai tuần sau là buổi thực hành. Và trong cái buổi đó thì ta sẽ bàn sâu hơn nhiều vấn đề khá là thú vị về các dạng điện tâm đồ, các bất thường khác nhau máy tạo nhịp mang tính thực hành cao. Và vấn đề thứ hai đó là một số cái tình huống, ví dụ như là các anh chị có bệnh nhân máy tạo nhịp nhưng các anh chị cần cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ, đúng không ạ? Người ta không biết là xử lý, ta phải làm như thế nào. Các bệnh nhân cần phẫu thuật. Đấy, ta sẽ nhận được những cuộc hội chẩn của các bác sĩ phẫu thuật là bệnh nhân đang có máy tạo nhịp, bây giờ bệnh nhân phẫu thuật thì làm gì? Giờ hoặc là một số tình huống khác, ví dụ các anh chị cần sốc điện cấp cứu, ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân mang đang có thiết bị tạo nhịp trên người, hoặc là ta cần sốc điện chuyển nhịp cho các bệnh nhân đang mang thiết bị tạo nhịp thì ta làm thế nào? Và những cái nhận định những cái điện tâm đồ bất thường của cái máy tạo nhịp ta làm sao? Ta sẽ khái quát một số cái mà ta thường gặp nhất để ta sẽ có cái ứng phó phù hợp cho những tình huống khác nhau trên lâm sàng. Để trước hết ngày hôm nay trong khoảng thời gian khoảng một tiếng rưỡi em sẽ trao đổi với anh chị về vấn đề khái niệm cơ bản về máy tạo nhịp và điện tâm đồ máy tạo nhịp. Vâng, thì cấy máy tạo nhịp là một cái phương pháp mà điều trị cho những bệnh nhân chỉ định có chỉ định để cấy máy tạo nhịp. Đó, chỉ định theo gì? Chỉ định ở Việt Nam mình thì chỉ định của Hội Tim Mạch Việt Nam, mà thực chất đó là những cái chỉ định của Hội Tim Mạch học Hoa Kỳ hoặc Hội Tim Mạch học Châu Âu, tức là chỉ định cấy máy tạo nhịp nói chung và các thiết bị tạo nhịp nói chung là như vậy. Thì máy tạo nhịp sẽ giúp tạo nhịp cho bệnh nhân mà nhịp chậm dưới mức mong muốn. Máy tạo nhịp một buồng. Tạo nhịp một buồng là cái máy mà nó máy tạo nhịp một buồng thì có một cái thân máy ở đây. Đó, và có những cái dây điện cực ra. Và cái dây điện cực này sẽ gắn vào tâm nhĩ phải hoặc là tâm thất phải tùy vào cái chỉ định cụ thể của bệnh nhân. Nhưng mà ký chữ một buồng ở đây có nghĩa là chỉ gắn cái điện cực vào một buồng tim nào đó của bệnh nhân. Thế thì máy tạo nhịp một buồng bình thường người ta sẽ cấy ở dưới đòn phía bên tay trái. Đó, là cái bên tay không thuận của bệnh nhân. Còn thường đa phần bệnh nhân là thuận tay phải. Đó, dưới đòn bên trái. Và cái dây điện cực sẽ được đưa vào tĩnh mạch dưới đòn, chọc tĩnh mạch dưới đòn, cũng có thể là chọc ở khu vực tĩnh mạch nách, đúng không? Hoặc là tĩnh mạch đầu, là một cái cắt đào ở tĩnh mạch đầu. Và cái dây điện cực này sẽ đi qua được vào được tĩnh mạch chủ trên, và cái dây điện cực sẽ được gài vào trong buồng nhĩ phải hoặc là buồng thất phải, tùy vào cái chỉ định của bệnh nhân là cần phải tạo nhịp tâm nhĩ hay là tạo nhịp vào tâm thất. Đấy, đây là hình ảnh X quang của máy tạo nhịp một buồng. Hình ảnh X quang này ta thấy là với cái trường tim phổi ở đây thì máy tạo nhịp này nằm ở khu vực dưới đòn bên trái, đúng không? Và có cái dây nối cũng đi dọc theo tĩnh mạch dưới đòn vào tĩnh mạch chủ trên vào buồng nhĩ phải, và cái dây này được gài vào địa chỗ này là vị trí của tiểu nhĩ phải. Trong trường hợp này là bệnh nhân cần phải tạo nhịp một buồng nhĩ. Hay đây là tạo nhịp một buồng thất, là cũng với một cái hình ảnh máy điện cực được cấy vị trí đó đưa vào đây, và cái dây điện cực sẽ được gài vào trong buồng thất phải chứ không phải vị trí buồng nhĩ phải như là cái ví dụ trước đấy. Cái máy tạo nhịp hai buồng này, máy tạo nhịp hai buồng thì là lại có cũng là một cái thân máy đó, nhưng mà có hai cổng cắm để cắm hai dây điện cực. Đấy, hai dây điện cực, và hai dây điện cực này một dây sẽ được gắn vào tâm nhĩ phải và một dây sẽ được gắn vào tâm thất phải. Rồi ta sẽ có hai cái dây ở hai buồng tim khác nhau được gọi là máy tạo nhịp hai buồng. Hình ảnh X quang của máy tạo nhịp hai buồng cũng là một cái máy mà thường quy là ta hay cấy dưới đòn bên trái, và một dây điện cực sẽ được gắn vào tiểu nhĩ phải. Đấy, và một dây điện cực vào phía thất phải. Và không nhất thiết là mọi trường hợp ta sẽ gắn vào tiểu nhĩ, nhưng mà tuy nhiên tiểu nhĩ thường là cái chỗ mà gắn dây điện cực với có những cái ngưỡng tạo nhịp thích hợp nhất, phù hợp nhất và có thể gài được dây điện cực tốt nhất. Có nhiều trường hợp ở trong tiểu nhĩ phải sẽ không có dẫn được tạo nhịp tim cho bệnh nhân, thì dây điện cực này có thể được gắn ở vùng vách của nhĩ phải hoặc là gắn sang phía thành bên nhĩ phải. Đấy, thì khi đó thì trên hình chụp X quang thẳng thì sẽ không thấy cái dây điện cực đặt ở cái vị trí này, mà có thể nó ngoảnh sang bên này hoặc có thể ngoảnh lao vào cái vùng vách bên kia. Tương tự là đối với dây điện cực thất có thể gắn ở phía gì ạ, mỏ thất, có mấy vị trí để mỏ thất có thể gắn ở phía vách, ta sẽ thấy dây điện cực nó chồng lên trên này.
phần phía vách liên thất, vách của đường da rất phải, hoặc là có trường hợp ta thấy dây điện cực chồng hẳn lên trên này, tức là chỗ này là cung động mạch phổi đúng không ạ, và gắn chỗ này nó gọi là đường da thất phải, tức là vị trí mà tống máu từ thất phải ra mạch phổi, thì tùy vào những cái chi tiết kỹ thuật khác nhau ở từng ca, hoặc là những cái quan điểm về dựa trên những cái bằng chứng và những cái dữ liệu nghiên cứu của từng trung tâm mà người ta sẽ lựa chọn những cái vị trí khác nhau, hoặc đôi khi là sẽ là các nghiên cứu. Ví dụ ngày xưa có những cái nghiên cứu kinh điển là chia ra làm 3 nhóm. Một nhóm là đặt điện cực ở mỏ thất phải, một nhóm đặt điện cực ở vùng vách, và một nhóm đặt ở đường da thất phải. Và theo dõi sau một thời gian dài, phân 3 nhóm hoàn toàn ngẫu nhiên để người ta xem là cái biến cố của bệnh nhân gặp phải, theo biến cố suy tim, biến cố các dung nhĩ gặp phải, biến cố các thay đổi về chức năng của thất phải và chức năng thất trái, ở cả 3 nhóm như thế nào. Người ta đưa ra khuyến cáo là ta nên là đặt cái vị trí điện cực này ở mỏ hay là vùng vách hay là vị trí đường da. Đấy là những cái hơi chuyên sâu hơn một tí. Thế thì máy tạo nhịp nói chung sẽ được đặt ở tổ chức dưới da. Ngày xưa là có khoảng những năm 70, những năm 60-70 người ta có thể cấy máy ở trong cơ. Tức là bác sĩ phẫu thuật người ta sẽ mở tổ chức da dưới da cơ ngực này, xong lại người ta mở cắt vào cơ ngực lớn, xong đặt máy ở trong cơ, sau đó khâu vào, sau đó là vùi dưới da, rồi khâu dưới da lại và đóng thành sẹo. Thế thì cái cấy máy ở trong cơ ấy, thì thực chất là có một nhược điểm rất là tốt, đó là chống được nhiễm trùng. Tại vì là cái chỗ nào mà tưới máu được nhiều thì cái chỗ đấy là sẽ được đưa những cái ví dụ bạch cầu các thứ vân vân, hoặc là những cái chất mà để chống lại cái vấn đề nhiễm trùng, tức là được lưu thông, có cái lưu thông dòng máu tốt, tưới máu rất là tốt. Cho nên là cái máy ở trong cơ có một ưu điểm rất là tốt, được tưới máu rất đầy đủ. Còn cái máy ở tổ chức dưới da thì sẽ có một nhược điểm, đó là sẽ không được tưới máu được đầy đủ, nhiều, đậm đà, đẫy đà như là cái máy ở trong cơ. Cho nên là cái xác suất nhiễm trùng có thể cao hơn ở một số nghiên cứu. Tuy nhiên là cái trong thực hành trên lâm sàng thì nếu mà cái máy ở dưới da với một cái cơ sở được chuẩn bị một cách chuẩn bị về mặt vấn đề vô trùng một cách đầy đủ, kinh nghiệm của bác sĩ tốt, kể cả kỹ thuật rửa tay của bác sĩ và những cái đồ phụ trợ ví dụ những cái miếng dán vô khuẩn 3M vân vân này khác rất là tốt, như một cái cuộc đại phẫu về ngực hoặc đại phẫu về bụng thông thường, thì cái tỷ lệ nhiễm trùng thường rất là thấp. Ở những chế trung tâm lớn ở trên thế giới thì tỷ lệ nhiễm trùng máy tạo nhịp đối với cái máy dưới da thì thường là chỉ dưới 2%, còn đối với cái máy lần thứ hai thì là sẽ là có thể khoảng 4-5% tùy từng trung tâm. Thế này em sẽ trả lời câu hỏi là vì sao cái thay máy lần thứ hai nghe có vẻ đơn giản hơn là cấy máy lần đầu, nhưng vì sao mà cái xác suất nhiễm trùng của bệnh nhân thay máy lần thứ hai sẽ cao hơn, sẽ trả lời sau. Thế thì dây điện cực gắn ở trong tim bằng cái gì? Nó phải có cái đầu gắn. Cái loại thứ nhất là lò xo xoáy, như là mình xoáy ốc vít ấy. Anh chị dùng xoáy ốc vít xoáy vào tường. Và loại thứ hai là loại mỏ neo. Cái loại mỏ neo này cũng sẽ được dài đặt ở trong buồng tim. Và vì cái cấu trúc thực chất là trong buồng thất thì là nó là các cấu trúc nó rất là kiểu bè cơ, có các bè cơ lỗ chỗ rất là nhiều ở trong cái nội mạc của tâm thất, cho nên là những cái móc mà nó gọi là mỏ neo này nó có thể sẽ neo được vào những cái móc bè cơ đấy và giữ cái dây được chắc chắn. Còn nếu mà với một cái buồng tim mà trơn nhẵn thông thường đấy, thì rõ ràng là cái điện cực mỏ neo này không thể nào giúp cố định những cái điện cực tại vị trí. Và khi đó thì ví dụ này ta sẽ phải dùng dây điện cực mà loại xoắn chủ động. Tiếp theo, cái dây điện cực, ví dụ dây điện cực mỏ neo sẽ dài ở trong này, và anh chị thấy có những cái bè cơ đây đúng không ạ, bè cơ đây, và cái đầu của nó sẽ là cái đầu xa của dây điện cực sẽ là miếng kim loại và nó tiếp xúc với cơ tim, và cái đầu này sẽ chính là cái nơi mà phát xung ra cơ tim để cho cơ tim dẫn điện hoặc là thu nhận cái dòng điện từ cơ tim truyền về cái đầu dây này và truyền qua cái lõi dây điện cực để đưa về máy để tiến hành xử lý. Nhìn ở phía ngoài cái máy tạo nhịp thì là đây có một cái thân máy này rất là trơn tru mềm mại, không góc cạnh đúng không ạ, và có cái trên phía này là gọi là cái phần cổng để cắm nối các dây điện cực. Thế nhưng mà khi mà chụp x-quang lên thì nó như thế nào? Ở trong cái thân máy này, trong cái thân máy này thì là có hai phần. Phần thứ nhất là pin của máy, cái phần đặc này sẽ chính là pin của máy, và đây là bộ vi xử lý. Thế cái đắt tiền của cái máy tạo nhịp ấy chính là cái này, dù cái này rất là bé
nhưng mà đắt tiền máy tạo nhịp nó là ở chỗ đấy, và đấy là gì ạ, là cái chất xám của cái người bác sĩ hoặc là cái người kỹ sư chế tạo và lập trình ra cái bộ vi xử lý của máy tạo nhịp này để làm sao mà nhận cảm và hoạt động tạo nhịp cho nó chính xác để tùy trong những cái hoàn cảnh rất cụ thể từng nhịp của bệnh nhân. Đây là pin của máy. Đấy, thì ở trên này là có những cái cổng cắm mà cắm dây điện cực vào. Đấy, và ta sẽ đưa dây điện cực vào trong buồng tim. Đấy là cái máy tạo nhịp, là máy tạo nhịp có dây. Thế bây giờ người ta đã phát minh ra một cái máy tạo nhịp là máy tạo nhịp không dây, là hãng Medtronic, nó đặt tên là Micra. Máy tạo nhịp này thực ra rất là bé, chỉ bằng cái ngón tay út của các anh chị, bằng 2/3 ngón tay út. Và cái máy tạo nhịp này sẽ được đưa theo cái tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch đi qua theo đường tĩnh mạch đùi, đúng không ạ? Thế xong rồi đưa theo tĩnh mạch chủ dưới, đưa lên buồng nhĩ phải, nó chui vào trong buồng thất phải bằng một cái hệ thống dụng cụ introducer, và sau đó là nhả cái máy tạo nhịp vào đây, và máy tạo nhịp đấy nó sẽ gắn vào trong buồng tim của bệnh nhân. Sau đó ta sẽ cắt cái dây nối và ta sẽ rút cái hệ thống này ra ngoài, và máy tạo nhịp sẽ ở lại. Và hình ảnh X quang cuối cùng là cái máy tạo nhịp nó nằm ở trong này, cho bệnh nhân. Thì có những đối tượng sẽ được chỉ định cái máy tạo nhịp này thay vì cái máy tạo nhịp có dây, đúng không ạ? Ví dụ như cái đối tượng mà ví dụ như người rất là già bị nhiễm trùng, máy tạo nhịp hai bên chẳng biết cấy vào chỗ nào, đúng không ạ? Những người có những cái nguy cơ chảy máu các thứ vân vân, hoặc là một số cái đối tượng đặc biệt khác sẽ có chỉ định để đặt cái máy tạo nhịp này. Và khi cái máy này hết pin, người ta có thể đặt thêm một cái máy tạo nhịp khác. Bây giờ lại có những cái phát minh mới là máy tạo nhịp này chỉ có được một buồng, nhưng mà có những phát minh mới là để đặt thêm một cái máy nữa, thiết bị nữa gắn ở buồng nhĩ này. Sau đó là cái máy ở buồng nhĩ với cái máy ở buồng thất sẽ giao tiếp được nhau không dây, hoàn toàn không dây, rất tin cậy để tạo nhịp được hai buồng cho bệnh nhân. Như vậy là bệnh nhân không có bất kỳ một cái sẹo nào ở trên da, trên người, không có bất kỳ một cái sẹo nào trên người mà vẫn được tạo nhịp tim rất là tốt. Và khi mà thiết bị trong cái quá trình làm thủ thuật này, thiết bị hoàn toàn vô trùng, không để gây ra nhiễm trùng huyết cho bệnh nhân, ví dụ như vậy, thì vậy nhẹ cái xác suất nhiễm trùng trường hợp này rất là thấp. Nó khác với cả một cái máy mà cái này tổ chức dưới da, tức là rất là dễ tiếp xúc với cả những cái môi trường bên ngoài qua một cái lớp da mỏng. Thế thì đấy là máy tạo nhịp. Thế còn máy phá dung tự động, máy phá dung tự động là một cái thiết bị cao cấp hơn của máy tạo nhịp. Cái máy phá dung tự động thì cái thân máy sẽ to rất là nhiều. Đúng không? Tại sao thân máy to rất là nhiều thì ta sẽ biết là ở cái thân máy này nó lại có 3 phần khác với cả cái máy tạo nhịp thông thường. Nó có một phần là bảng mạch điện tử, đây chính là bộ não của cái máy này. Và cái bảng mạch điện tử này sẽ tinh vi và phức tạp hơn rất là nhiều so với máy tạo nhịp thông thường. Cho nên là vì sao cái giá máy phá dung tự động cực kỳ đắt. Thế thì cái phần thứ hai là pin. Nó cũng cần một cái cục pin. Và cục pin này sẽ lớn hơn máy tạo nhịp thông thường bởi vì nó sẽ cần một cái năng lượng lớn để mỗi lần sốc điện. Và cái phần thứ ba nó gọi là tụ điện. Tụ điện để nạp cái năng lượng điện vào đây. Và khi mà nhả ra thì nó sẽ nhả cú sốc phóng vào người bệnh nhân. Tức là muốn sốc điện thì từ pin sẽ phải đưa năng lượng vào cái tụ điện này, cái điện thế rất là cao, sau đó nhả ra đột ngột để cú điện, dòng điện phóng ra, đúng không? Giống như là ta đua xe là dím này, đúng không? Ta nhả côn thì là xe sẽ phóng đi rất là nhanh. Thì cái máy phá dung tự động là nó khác biệt máy tạo nhịp thông thường ở chỗ đó. Thế ở cái máy phá dung tự động thì nó có cái gì? Cái dây điện cực của máy phá dung tự động, đây là máy phá dung tự động một buồng. Cái dây điện cực nó sẽ không phải mảnh mai, đúng không? Thon gọn như là dây điện cực thông thường, mà nó có hai cái phần béo, đấy, đậm lên ở đây. Thế thì chỗ này ta tưởng tượng đây chính là buồng thất phải này. Đấy, chỗ này là ba lá. Thế thì và cái dây này sẽ được đặt vào chỗ mỏm thất phải. Thế cái đầu này vẫn là một cái đầu xoắn vào mỏm thất phải, nhưng mà đây nó chính là một cái cuộn điện cực. Đây là một cái cuộn này là để gì ạ? Để chính là để dùng cho cú sốc. Đây là có một cái cuộn nữa ở tĩnh mạch chủ trên. Tĩnh mạch chủ trên. Thế thì nguyên lý sốc điện là gì? Nguyên lý sốc điện là có mấy cái dạng vector ta có thể lựa chọn. Kinh điển nhất là khi mà bệnh nhân có rung thất, đây tức là khu vực thất trái đây, đúng không? Anh chị tưởng tượng khu vực thất trái chỗ này. Đấy. Rung thất nó cần phá rung. Thì khi mà ta cái máy nó phát ra cú sốc thì sẽ có một dòng điện qua lại giữa cái cuộn dây này và thân máy. Đấy, thân máy sẽ chính là cũng là một cực sốc điện, giống như ta đặt hai cái bản cực sốc điện. Và sẽ có một dòng điện khác có thể được lựa chọn là giữa cuộn dây của tĩnh mạch chủ trên với cái cuộn dây ở mỏm thất phải. Tức là dòng điện sẽ chạy hướng này và chạy theo cả hướng này, theo cả chiều ngang,
lẫn theo cả chiều dọc của cơ tim. Như vậy nó sẽ quét qua đủ toàn bộ cái phần cơ thất và nó sẽ để cắt được các những cái rối loạn nhịp, những cái rung thất mà đang có ở bệnh nhân. Thế ở tư thế nghiêng phải 40 độ thì vẫn là cái cuộn dây đó, đúng không? Ta sẽ nhìn thấy rõ nó ở phía mỏm thất phải, còn cuộn dây này được gài vào tĩnh mạch chủ trên. Thế ở tư thế nghiêng trái, khi mà ta chụp nghiêng trái thì ta đây là thất trái này. Đây là bóng thất trái. Cái cuộn dây của nằm trong thất phải là đây và cuộn dây tĩnh mạch chủ trên ở đây. Như vậy rõ ràng một cái dòng điện mà đi qua từ cái cuộn dây ở mỏm này với thân máy thì sẽ quét được qua cái vùng cơ thất đây. Máy phá rung tự động đấy là máy phá rung tự động một buồng. Thế còn máy phá rung tự động hai buồng là gì? Ngoài cái dây điện cực được đặt ở gì ạ? Như kinh điển là máy là một buồng thì có thêm một cái dây nữa ở vùng nhĩ phải. Đấy, ta sẽ cài vùng nhĩ phải. Vì sao lại nên có một cái dây ở vùng nhĩ phải như thế này? Bởi vì là khi ta chỉ có một dây ở buồng thất, đúng không? Khi mà ta có một cái nhịp nhanh trên thất này sẽ cũng tạo được một cái đáp ứng thất nhanh bao nhiêu đó. Thế thì khi mà ta chỉ có một dây ở thất phải thì ta sẽ cái dây thất phải này cũng ghi nhận được một tần số thất nhanh, nhưng mà cái dây ở thất này thì không hề biết được là cái nhịp nhanh đấy là khởi nguồn là từ phía trên thất, từ nhĩ xuống, hay là khởi nguồn từ chính ở trong buồng thất. Cho nên là nó sẽ có thể sẽ tiến hành nhiều những cái cú xúc nhầm. Đối với nhịp nhanh trên thất thì sẽ không sợ lắm, đúng không ạ? Còn đối với nhịp nhanh thất hoặc là những cái rung thất ở những bệnh nhân mà có chỉ định với ICD thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy sẽ có một cái tỷ lệ xúc nhầm cao hơn là nó sẽ điều trị cho những cái ca nhịp nhanh trên thất. Đó. Thế thì cái máy tạo nhịp mà ICD mà hai buồng, nó sẽ có thêm một cái dây điện cực ở buồng nhĩ, và cái dây điện cực ở buồng nhĩ sẽ giúp cái chương trình của máy sẽ phân biệt được rõ là cái đoạn nhịp đó là khởi nguồn từ trên thất, tại vì ta có sẵn một cái dây ở nhĩ rồi, đúng không ạ? Hay là khởi nguồn ở trong thất. Cái máy tái đồng bộ tim thì cái máy tái đồng bộ tim là cái máy mà có 3 dây điện cực, một dây điện cực đặt ở nhĩ phải, một dây điện cực đặt ở thất phải, và một cái dây điện cực khác được đi theo xoang tĩnh mạch vành để đi sang phía bên thất trái, đúng không ạ? Ta biết là cái xoang tĩnh mạch vành là cái xoang nó nằm ở cái rãnh phân biệt giữa nhĩ trái và thất trái. Thế thì khi mà chúng ta đưa vào trong cái lỗ, và cái lỗ tĩnh mạch vành lại đổ ra nhĩ phải. Lỗ tĩnh mạch vành đổ ra nhĩ phải. Lỗ tĩnh mạch vành đây. Đây là buồng nhĩ phải. Đây là buồng thất. Thế thì cái xoang tĩnh mạch vành là đi theo như thế này. Đó, trong từ đấy nó có rất là nhiều nhánh chia ra. Nhiều nhánh chia. Đấy, và cái này tất cả máu sau khi được cấp máu ở thất trái bởi động mạch vành thì máu sẽ về các nhánh của tĩnh mạch vành xong về tĩnh mạch tim lớn, đúng không ạ? Về lỗ tĩnh mạch vành xong về trở về buồng tim bên phải, sau đó lại được đưa lên phổi, đúng không ạ? Là sang. Thế thì cái đường tĩnh mạch vành này là một cái đường mà chúng ta có thể đưa một cái dây điện cực vào, đưa vào trong này, và ta có thể đưa vào bất kỳ một cái nhánh nào đó ở đây, đúng không ạ? Tùy theo mong muốn, chúng ta muốn đưa vào nhánh nào ta sẽ đưa, tất nhiên là sẽ có chỉ định là nhánh nào sẽ tốt hơn, đưa vào đây, và khi đó thì cái dây điện cực ở đây nó sẽ tiếp cận được bề thượng tâm mạc của thất trái. Đấy. Và ta sẽ có thể tạo nhịp được đồng bộ, tức là ta sẽ, ví dụ kinh điển thì là ta sẽ phát nhịp ở thất phải, đồng thời lúc ấy là cũng phát nhịp ở thất trái, như vậy là sẽ tạo nhịp ở hai thằng này cùng một lúc thì sẽ giúp cho cái đồng bộ cơ tim sẽ tốt hơn. Là nếu ta chỉ, ví dụ ta chỉ pace thất phải đơn thuần thì cái khử cực nó sẽ phải đi hết thất phải, xong lại đi sang thất trái, như vậy thời gian của em sẽ dài hơn rất là nhiều. Còn nếu mà ta tạo nhịp ở thất phải, và ví dụ ta tạo nhịp thất trái cùng một lúc, hoặc là hơn trễ hơn tùy vào cái lập trình, thì ta sẽ rút ngắn được cái tổng thời gian khử cực thất hơn, là giúp cho QRS thanh mạch hơn rất nhiều, và sẽ có những cái lợi ích trong về mặt huyết động cho tim, và lợi ích trong việc cải thiện cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tái nhập viện ở những bệnh nhân suy tim mà có chỉ định cái thiết bị này. Thế thì người ta lại phát minh ra một cái nữa là máy vừa có tái đồng bộ tim, tức là cũng có 3 dây điện cực là nhĩ phải, thất phải, và lại thêm một dây điện cực ở xoang tĩnh mạch vành thất trái, nhưng mà lại có thêm cái chức năng là phá rung tự động, tức là cái dây thất phải không phải làm cái dây tạo nhịp đơn thuần, mà lại làm cái dây mà có luôn cái cuộn dây
đấy, cuộn dây để phá rung như là cái máy ICD thông thường, cuộn tĩnh mạch chủ trên, cuộn ở thất phải, phối hợp với cái thân máy là một cực nữa, có tác dụng phá rung trong những cái trường hợp mà bệnh nhân xuất hiện những cái rối loạn nhịp thất, rung thất hoặc nhanh thất. Có một cái thiết bị nữa người ta gọi là máy phá rung cấy dưới da. Đấy, máy phá rung tự động ICD kinh điển là ta sẽ đặt máy ở trong buồng đặt ở dưới da đúng không ạ? Sau đó ta đưa vào trong buồng thất, đưa vào trong buồng tim. Thế thì nếu mà ví dụ ta không muốn phải chọc tĩnh mạch của bệnh nhân, ta không muốn đưa cái dây điện cực gì vào trong người của bệnh nhân, thì ta có thể làm máy phá rung cấy dưới da. Cấy dưới da tức là gì? Ta sẽ rạch cái da ở cái vùng ngực bên trái của bệnh nhân này, xong rồi đặt cái thân máy vào đây, xong rồi luồn đi, tạo một cái đường hầm đi dưới da, luồn từ vùng dưới da này tới mũi ức của bệnh nhân, sau đó chọc một cái đường hầm đi từ mũi ức lên trên đến cái họng ức này của bệnh nhân. Thế thì cái đường hầm dọc theo xương ức này ta sẽ giúp ta đặt một cái dây điện cực vào đó, và cái dây điện cực đấy là ví dụ trên hình chụp đây, đặt ở đây đấy, và phối hợp với cái thân máy ở đây thì tạo thành hai cái cực của sốc điện. Thế ta tưởng tượng là một điện cực, một bản cực đặt dưới da, một bản cực đặt ở phía bên nách như này. Như vậy khi sốc điện thì cũng giống hệt như việc ta đặt một bản cực sốc điện ngoài đúng không ạ, ở phía mỏm tim, và một bản cực ở bên vùng ngực trái, ngực phải và dưới đòn, thì cái dòng điện nó cũng sẽ qua lại và nó phá rung được những cái rối loạn nhịp thất của bệnh nhân. Mà thì có những cái bệnh nhân là có thể phù hợp với những cái chỉ định mà đặt máy đặt ở dưới da như thế này. Thế thì cái máy này thì nó sẽ có một nhược điểm so với cả cái tạo nhịp so với cái máy phá rung tự động ở mặt tấy ở trong cơ thể là ở chỗ nào? Tức là máy phá rung tự động ở trong cơ thể nó có khả năng là tạo nhịp khi cần, tức là nó có thể làm được chức năng như một cái máy tạo nhịp một buồng thông thường. Tức là khi bệnh nhân nhịp chậm quá nó có thể tạo nhịp, hoặc là sau sốc điện nó sẽ có một đoạn vô tâm thu dài đó, thì lúc ấy là máy nó sẽ tạo nhịp ngay với tần số là 40 hoặc 60 chu kỳ một phút nếu mà muốn. Thế nhưng mà máy tạo nhịp ở dưới da, máy phá rung tự động ở dưới da như này thì nó sẽ qua một cái lớp da rất là dày đúng không? Da cơ xương, vậy điện trở nó rất là lớn, vậy nó muốn tạo nhịp thì phải dùng một cái năng lượng rất là cao thì mới có thể tạo nhịp được từ phía ngoài dưới da bệnh nhân vào cho tim để bệnh nhân có bóp, cho nên là sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Như vậy là những cái máy này sẽ không thích hợp cho những bệnh nhân mà ví dụ có nhịp chậm, đấy, vừa cần phá rung tự động mà lại vừa có nhiều lúc nhịp chậm và cần phải tạo nhịp, ví dụ như vậy. Và cái tạo nhịp tạm thời là cái máy tạo nhịp mà sẽ cần cho những cái trường hợp có những cái chỉ định đúng không ạ? Thế thì hầu hết là tạo nhịp tạm thời chỉ cần một buồng đó, chỉ cần để cho bệnh nhân sống đó, tạo nhịp một buồng vào cái buồng thất của bệnh nhân là thất bóp là bệnh nhân sống rồi. Thế nhưng mà có một số trường hợp người ta có thể tạo nhịp tạm thời hai buồng đấy, dùng sau mổ tim tức là người ta gài vào thượng tâm mạc ở thất của bệnh nhân, ở thất phải hai cái dây, sau đấy khâu vào thượng tâm mạc của nhĩ phải hai cái dây, luồn qua xương ức, sau đó nối với cả cổng nhĩ và nối với cả cổng của máy tạo nhịp tạm thời, thì cũng có thể sẽ tạo nhịp được cả hai buồng đồng bộ nhĩ thất cho bệnh nhân, để có thể dễ ích trong những trường hợp mà ví dụ suy tim nặng sau mổ. Khi đó thì cái việc mà ta tạo nhịp đồng bộ nhĩ thất tạm thời sau mổ tim cho bệnh nhân thì sẽ có lợi ích hơn rất là nhiều trong những việc là hồi sức cho bệnh nhân sau mổ tim. Đây thì chức năng của máy tạo nhịp tạm thời cũng là hai chữ. Máy có thể phát xung từ máy tới tim để kích thích tim, hoặc là nó thể cảm nhận được nhịp tim tự nhiên truyền về máy. Và ba cái loại núm điều chỉnh cơ bản ở máy nào cũng có. Thứ nhất là điều chỉnh tần số, thứ hai là điều chỉnh cường độ phát xung, và điều chỉnh mức độ nhạy của cảm nhận nhịp tim tự nhiên của bệnh nhân. Và nó có ba đèn báo cơ bản ở máy nào cũng có. Là đèn phát xung, khi nào máy phát xung thì nó sẽ nháy đèn phát xung, khi nào nhận cảm thì nó sẽ báo đèn nhận cảm, tức là nó nhận được nhịp tự nhiên của bệnh nhân, và khi nào mà máy sắp hết pin thì nó cũng sẽ có một cái đèn báo sắp hết pin. Mọi người có hay để ý đèn báo sắp hết pin của máy tạo nhịp tạm thời không ạ? Chắc là không đúng không ạ? Có người để ý không ạ? Khi mà xem bệnh nhân tạo nhịp tạm thời ấy, là phải để ý đèn báo hết pin nhá. Tại vì từ khi đèn báo hết pin mà sáng đỏ lên ấy, thì chúng ta thường là chỉ còn trong khoảng 24 đến 36 tiếng để chúng ta thay cái pin đó. Thế nếu chúng ta không để ý thì là máy tạo nhịp hết pin, mà trong trường hợp bệnh nhân block cấp 3 phụ thuộc hoàn toàn máy tạo nhịp tạm thời. Máy hết pin là bệnh nhân sẽ rung thất. Và chuyện đấy đã từng xảy ra trong thực tế. Ok, đây. Máy tạo nhịp tạm thời có một cái phím điều chỉnh mức độ nhạy. Có phím này để điều chỉnh cường độ phát xung, và có cái điều chỉnh tần số. Và cái đèn thì sao?
À, đây là đèn báo sắp hết pin. Là ví dụ máy Medtronic, cái đèn ở đây khi mà nó sáng đỏ trưng lên thì đó là sắp hết pin rồi. Máy các máy tạo nhiệt tạm thời loại khác cũng như vậy, cùng có một cái đèn đó và nó sẽ báo. Thế còn khi là đèn nhận cảm, khi nhận cảm thì nhận được nhịp tự nhiên bệnh nhân nó sẽ nháy đèn, và khi nào máy phải phát xung để tạo nhịp cho bệnh nhân thì nó cũng sẽ nháy đèn. Đấy là những cái chi tiết mà ta nên cần nhớ, ta cần lưu ý vì nó liên quan đến thực hành lâm sàng của máy tạo nhịp tạm thời. Thế ta lưu ý nhé, cái dây mà máy tạo nhịp tạm thời mà ta vẫn làm ở đây đấy, ta vẫn làm ở viện tim mạch ấy, nó không phải là dây của tạo nhịp tạm thời, rất là rõ như vậy. Cái dây để tạo mà ta vẫn dùng để tạo nhịp tạm thời đây, nó là cái dây của thăm dò điện sinh lý tim. Đấy, thăm dò điện sinh lý tim nó không phải là dây vốn sinh ra để tạo nhịp tạm thời. Thế mà cái dây của tạo nhịp tạm thời nó hoàn toàn là khác. Dây tạo nhịp tạm thời hoàn toàn để chuyên cho tạo nhịp tạm thời hoàn toàn là khác. Nhưng mà tuy nhiên ở trong điều kiện của chúng ta, cái dây mà dành riêng cho, thiết kế riêng cho tạo nhịp tạm thời thì rất là đắt tiền. Thế và ở đây thì chúng ta làm EP, tức là đốt đoạn nhịp rất là nhiều. Chúng ta có nhập được những cái dây để thăm dò điện sinh lý tim này rất là nhiều. Thế nên ta tận dụng cái dây này để dùng để làm tạo nhịp tạm thời. Đấy, nhưng mà vốn của nó thì là không phải. Đó. Ta phải có cái lưu ý ở đấy. Thế thì chỉ định thường gặp nhất của cái máy tạo nhịp vĩnh viễn trên lâm sàng thì các anh chị sẽ đọc các khuyến cáo nhá, chủ yếu là đối với bệnh lý nút xoang đó, và thứ hai là gì ạ, đối với block nhĩ thất đó, lớn. Đấy là một số cái gì thì có rất là nhiều, liệt kê đây thì không để hết được. Chúng ta sẽ đọc khuyến cáo và ta áp dụng trên những trường hợp lâm sàng cụ thể. Rồi, thế hoạt động cơ bản của máy tạo nhịp là gì? Hoạt động cơ bản của máy tạo nhịp là dây điện cực này nó là đường hai chiều, luôn nhớ nó là đường hai chiều. Dây điện cực có thể là thì thu nhận tín hiệu điện, tức là có tín hiệu điện từ tim sẽ chạy qua dây điện cực về máy để xử lý, và thứ hai là truyền xung động từ máy tới tim nhịp cho bệnh nhân. Thế thì cái phương thức tạo nhịp cơ bản hiện nay mà chúng ta vẫn làm thường ngày ở trên lâm sàng và chúng ta cài đặt đối với máy tạo nhịp thời lẫn máy tạo nhịp vĩnh viễn là tạo nhịp theo nhu cầu. Tức là máy nó sẽ âm thầm nhận cảm nhịp tự nhiên của bệnh nhân. Mà nếu mà phát hiện nhịp nội tại của bệnh nhân đột ngột chậm xuống dưới mức cài đặt, ví dụ 60 chu kỳ phút, thế tức là nếu mà nhịp nội tại của bệnh nhân từ 59 trở xuống thì máy nó sẽ phát xung tạo nhịp. Còn nếu nhịp của bệnh nhân lại nhanh lên trở lại thì máy nó sẽ âm thầm lại chờ đợi nhận cảm, nó bảo nhịp bệnh nhân có, ôi mất rồi, tạo nhịp bệnh nhân có, thì nó lại không làm gì hết. Thế thì em đã gặp được những trường hợp là bệnh nhân xuống viện tim mạch khám để máy tạo nhịp, sau đó bệnh nhân thắc mắc là tôi đi khám ở bệnh viện nào đấy, bác sĩ bảo tôi có máy tạo nhịp nhưng mà máy không hề hoạt động. Thế tại sao tôi cấy máy tạo nhịp mới dùng được mấy năm mà bây giờ là máy lại không hoạt động là như thế nào? Kể cả các đồng nghiệp cũng thắc mắc những câu tương tự. Thế ta phải hiểu là gì ạ, khi nào nhịp của bệnh nhân làm sao chậm hơn, đúng không ạ, cái cài đặt của máy thì là gì ạ, máy mới tạo nhịp cho bệnh nhân. Đấy. Ví dụ ta có một bệnh nhân là suy nút xoang chẳng hạn, sẽ có lúc là nhịp rất là chậm xoang hoặc là có những khoảng ngừng xoang dài đó, thì khi đó là máy mới tạo nhịp cho bệnh nhân. Còn những lúc mà nhịp xoang gì ạ, bình thường thì làm sao máy sẽ không hề phải tạo nhịp cho bệnh nhân mà nó lại âm thầm chờ đợi, và ta ghi điện tâm đồ những lúc đấy ta sẽ toàn thấy là nhịp xoang, ta không thấy cái gì khác đó. Thế đối với ví dụ bệnh nhân bị block nhĩ thất cấp 3 là tần số thất rất là thấp, 30-40 chu kỳ phút, thì làm sao khi đó là máy nó sẽ tạo nhịp gì ạ? liên tục, lúc nào ta cũng thấy máy tạo nhịp với tần số ví dụ 60, 70 hoặc 80 gì đó, tùy là ta cài đặt và tùy vào cái mức độ hiện đại của máy. Thế thì các chỉ định thường gặp, hai bệnh cảnh thường gặp nhất trên lâm sàng có chỉ định cái máy tạo nhịp, đó là suy nút xoang có triệu chứng và block nhĩ thất cấp 3, đúng không ạ? Thì đây là một trường hợp là có gì ạ, có một khoảng ngừng xoang, đúng không ạ? Khoảng ngừng xoang rất là dài. Thế đáng nhẽ là ta sẽ có khoảng 2 nhịp xoang ở đây, đúng không ạ? Nhưng mà thay vì đó thì là khoảng ngừng xoang rất là dài. Và nếu mà ta có một cái máy tạo nhịp ở đây thì máy tạo nhịp có thể sẽ phát nhịp được ở khoảng này và khoảng này. Sau đó đến đây là có nhịp xoang trở lại thì máy lại không cần phát nhịp nữa. Thế đây trường hợp này là block nhĩ thất cấp 3, đúng không ạ? Nhĩ ở đây, thất, đúng không ạ? Nhĩ, có một nhĩ lẩn ở trong này, đúng không ạ? Nhĩ, thất, nhĩ. Ở đây trường hợp block nhĩ cấp 3 cũng là một trường hợp cần phải tạo nhịp cho bệnh nhân. Thế một số ví dụ về điện tâm đồ của máy tạo nhịp, anh chị. Đấy, đây là tạo nhịp một buồng thất, đúng không ạ?
ta có một máy tạo nhịp ở đây, ta đưa vào đặt ở mỏm thất phải. Thế thì tạo nhịp này ta sẽ thấy có một cái điện tâm đồ ghi được trong điện tâm đồ lúc bệnh nhân tạo nhịp. Thì ta sẽ lưu ý là ta sẽ thấy có cái spike, cái sóng spike là một cái sóng vạch dài và sắc nét, đó, sắc nét. Và cái sóng spike này sẽ chính là cái ghi nhận được cái dòng điện mà ở thời điểm phát ra và bắt đầu vào cơ tim của bệnh nhân. Xong rồi sau đó là nếu cơ tim của bệnh nhân đáp ứng thì ta sẽ thấy một cái phước bộ QRS, đó. Cụ thể đây là tạo nhịp của vùng thất, ta sẽ thấy một phước bộ QRS đây, đó. Đi đằng sau cái spike, đằng sau cái spike đó. Thế thì bao giờ tạo thấy spike này? Có trường hợp nào các anh chị không nhìn thấy cái spike này không? Có không ạ? Trong trường hợp như nào? Khi nào thì không nhìn thấy cái spike? Trường hợp này nhìn thấy spike rất là rõ đúng không ạ? Thế thì khi nào thì không nhìn thấy spike và tưởng nhầm là đấy là nhịp tự nhiên của bệnh nhân mà không hề được tạo nhịp. Không phải là nhịp của máy tạo nhịp mà gì ạ? Mà đấy là nhịp của bệnh nhân. Thế thì ngày xưa ấy, tại sao là các máy tạo nhịp ta đều nhìn thấy rất là rõ spike? Hoặc là những máy bây giờ ta cũng sẽ cài spike. Đó là ta đấy là những cái máy ví dụ ngày xưa là máy ở chế độ unipolar, tức là tạo nhịp đơn cực. Đấy, tạo nhịp đơn cực thì ta bao giờ ta cũng thấy cái spike rất là rõ. Còn những cái máy bây giờ là máy bipolar, tức là tạo nhịp lưỡng cực. Đấy, tạo nhịp lưỡng cực thì là ta có thể cái spike sẽ rất là nhỏ. Và rất nhiều trường hợp nếu mà cái ngưỡng tạo nhịp của bệnh nhân rất là tốt, tức là chỉ cần một dòng điện nho nhỏ thôi. Đấy, ví dụ tầm 0,9V hoặc 1V hoặc 1,2V là tạo nhịp được cho bệnh nhân. Thế thì là cái spike có thể rất bé và có rất nhiều trường hợp ta nhìn rất là kỹ ta mới thấy. Hoặc là ta chỉ nhìn thấy ở một vài chuyển đạo, không phải là tất cả các chuyển đạo ta nhìn thấy spike. Thế là vậy là có nhiều trường hợp ta có thể bỏ sót và ta tưởng nhầm đấy là nhịp tự nhiên của bệnh nhân. Nhưng mà thực chất là cái nhịp đó là nhịp được tạo bởi máy tạo nhịp. Thế thì cái sự khác biệt giữa nôm na anh chị là máy tạo nhịp thì nó cái dòng điện của máy tạo nhịp tạo ra ấy, nó có giống cái dòng điện ở cái ổ điện này của mình không? Nó giống dòng điện ở ổ điện không? Có giống không ạ? Ai bảo giống ạ? Này khác. Vâng, dòng điện của máy tạo nhịp tạo ra là dòng điện một chiều, giống dòng điện của máy xúc điện. Máy xúc điện cũng là dòng điện một chiều. Thế nếu các anh chị ví dụ sờ vào bệnh nhân mà chẳng may bị lúc mà xúc điện có bạn khác đang xúc điện xong mình lại sờ vào bệnh nhân chẳng may mình thấy giật một tí nhưng mình không bao giờ chết, không sợ. Thì dòng điện một chiều sẽ không gây rung thất, mình chỉ có dòng điện xoay chiều thì mới gây có thể gây rung thất. Nhưng mà chi tiết hơn một tí là dòng điện xoay chiều nào sẽ gây rung thất, đó là dòng điện xoay chiều mà có giải tần thấp, tức là điện sinh hoạt của mình. Giải điện định sinh hoạt thì nó có giải tần là khoảng 50-60 Hz nhá, là giải tần thấp thì là điện này sẽ gây rung thất cho bệnh nhân. Thế còn cái dòng điện xoay chiều, ví dụ như là bọn em đốt rồi loạn nhịp, chính là dòng điện xoay chiều. Tại sao dòng điện xoay chiều đấy không gây rung thất cho bệnh nhân? Vì dòng điện xoay chiều đấy là có giải tần số rất là cao, đúng không ạ? Rất là cao, lên tới kilohertz, megahertz. Và có một cái giải tần nó gọi trong cái dòng điện xoay chiều với cái giải tần nó rất là cao, từ ví dụ 50 Hz, đúng không ạ? Đến hàng nghìn kilohertz, megahertz. Thế thì có một cái giải tần ở cái khoảng giữa này thì nó gọi là giải tần radio nhá. Và cái ứng dụng của dòng điện để đốt u gan ấy, hay là đốt gì gì đấy, đốt u gan rồi đốt loạn nhịp tim rồi là đốt một số cái khác, là nó lấy cái giải tần nằm ở trong cái khoảng của giải tần radio này. Đấy thì ta sẽ gọi là này, chứ cái này nó sẽ không phải là như kiểu là ta ví dụ chữ radio là kiểu ta nghe đài nghe đi các thứ, đúng không ạ? Đấy, ta phải hiểu. Thế thì ta phải dùng chữ giải tần radio thì đúng hơn là cái chữ cao tần. Yeah. Cao tần, có một số những nơi khác thì hay dịch là đốt sóng cao tần, đúng không ạ? U gan, nó viết các thứ ấy. Thực ra là cái này thì lại không chính xác. Mà giải tần radio mới là đấy. Ví dụ như cái này ta có thể gọi là cao tần, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì trong cái giải tần radio này thì ta sẽ dùng chính xác hơn. Trong các đốt u gan hoặc đốt loạn nhịp tim, đốt một số cái khác. Vâng. Thế thì dòng điện của máy tạo nhịp cũng là dòng điện một chiều. Thì nếu mà unipolar, tức là tạo nhịp đơn cực, tức là dòng điện một chiều bao giờ nó cần một vòng khép kín, dòng điện đi theo một vòng khép kín, đúng không ạ? Phải có một cực dương, một cực âm, đúng không ạ? Thế thì unipolar tức là gì? Cái dây điện cực ở đây với cả thân máy ở trên này thì nó sẽ tạo thành một vòng khép kín ở đây. Đấy, giữa cái này thân máy là một cực và
dây điện cực này là một cực. Vâng. Đấy. Thế còn unipolar tức là gì? Tức là trên cái dây điện cực này thì có một điện cực ở đây là điện cực âm, ví dụ ở mỏ này, ở đầu xa của điện cực và ngay gần đấy, cách đấy một vài mm thì là điện cực số 2, đây là điện cực dương. Như vậy dòng điện chỉ cần đi qua đây xong rồi đi qua đây đấy là đủ, đúng không? Có hai cực là đủ tạo nhịp tim cho bệnh nhân. À. Thế thì các anh chị có biết có một ví dụ là bệnh nhân block nhĩ thất cấp 3. Block nhĩ thất cấp 3 là tần số thất bệnh nhân nội tại tự nhiên khoảng 30 lần một phút. Sau khi cấy máy tạo nhịp một buồng cho bệnh nhân với điện đây tạo nhịp một buồng như thế này. À. Đấy thì ta sẽ đặt 60 lần một phút. Thế ta tạo nhịp lâu rồi thì cái ổ này sẽ ngủ yên, nó đi ngủ, không thức dậy nữa. Thế khi mà ta ngừng đột ngột máy tạo nhịp đúng không? Thì là cái ổ này sẽ không thể vùng lên kịp, phát kịp cho bệnh nhân sẽ vô tâm thu một đoạn dài và xuất hiện rung thất, tử vong. À. Thế thì khi mà cái máy tạo nhịp, ví dụ cái máy tạo nhịp một buồng này, unipolar này hết pin, thế là bác sĩ sẽ thay máy đúng không ạ? Hay máy thì sẽ để lại dây, vì dây vẫn còn tốt, sẽ mở ra này, rạch ra này, à, xong rồi bình thường ta phải nhấc cái máy ra đúng không ạ, xong ta tháo vít cái chỗ khớp nối với cả dây điện cực, sau ta vớt cái máy ra ngoài, xong ta lấy một cái máy khác ta nối vào, đúng không? Nối vào cho bệnh nhân, nối vào cái dây điện cực cho bệnh nhân, xong rồi ta đặt vào trong này. À. Thế thì nếu đối với điện cực unipolar, anh chị tưởng tượng có thể sẽ có chuyện gì xảy ra? Khi ta rạch ra này, ta cầm cái máy này, đó. Xong rồi sao? Sao? Ta rạch ra, ta cầm cái máy này. Khi các anh chị chỉ cần nhấc lên không không khí, lên không trung, cái máy nó không còn tiếp xúc với mô, da cơ của bệnh nhân, thì lập tức là gì? À là vô tâm thu. Anh chị hiểu không? À bởi vì là sao? Bởi vì đấy là tạo nhịp theo kiểu đơn cực, tức là cái môi trường da cơ thể máu của bệnh nhân, dịch trong bệnh nhân là môi trường dẫn điện, đúng không? Khi cần tạo nhịp nó sẽ là gì ạ? Một cái dòng điện chạy từ điện cực này tới máy, sau đó vòng về đây tạo thành một vòng khép kín, đúng không? Khi anh chị nhấc cái thân máy lên khỏi không trung thì làm gì ạ? Cái máy đấy nó sẽ không còn làm sao, không còn tiếp xúc với da cơ của bệnh nhân nữa, đúng không? Không còn tiếp xúc với da cơ của bệnh nhân nữa thì làm sao, nó sẽ cái dòng điện này sẽ bị gì ạ? Bị ngắt đứt giữa chừng. Như vậy sẽ không còn khả năng làm sao tạo nhịp cho bệnh nhân, lập tức là sẽ vô tâm thu ngay. Thế còn đối với điện cực lưỡng cực này, tức là hai bản thân hai cái điện cực này luôn luôn tiếp xúc ở trong cái môi trường của bệnh nhân, trong cơ tim của bệnh nhân. Thế khi mà ta thay máy lưỡng cực, ta nhấc cái máy lên đúng không, thì vẫn còn hai điện cực vẫn gắn ở trong tim của bệnh nhân, vẫn tạo nhịp tim cho bệnh nhân bình thường, xong ta thao tác các thứ vân vân thứ này khác. Tức là cái lưỡng cực, tạo nhịp lưỡng cực là hai điện cực luôn luôn nằm bệnh nhân, không cần đến cái thân máy. Đó, như vậy ta nhấc cái thân máy đi đâu cũng được. Đó, ta nhấc lên, nhấc xuống để lau rửa, vân vân. Ta không cần phải lúc nào cũng phải dính vào da của bệnh nhân thì hoàn toàn là được. Thế đấy là ví dụ để anh chị hiểu là cái cơ chế của tạo nhịp đơn cực và lưỡng cực là khác nhau như thế nào. Thế ở đây thì là gì ạ? Cũng tạo nhịp một buồng thất đúng không ạ? Ta sẽ thấy có gì ạ? Có spine và một cái phóng QRS ở đây. Ê, đây là ta thấy một xoang nhân đúng không ạ? Rõ ràng đến đây máy nó sẽ chờ một khoảng thời gian bao nhiêu đấy tùy vào ta cài đặt. Nếu nó không có nhịp nội tại của bệnh nhân thì máy nó sẽ tạo nhịp. Thế thì về mặt nguyên tắc là tất cả mọi loại nhịp chậm đều giải quyết được bằng tạo nhịp một buồng thất đúng không ạ? Cứ nhịp chậm gì nữa, nhịp chậm một tầng nhĩ hay nhịp chậm một tầng thất, ta có tạo nhịp một buồng thất là xong. Mà thế thì nhưng mà tuy nhiên là tạo nhịp một buồng thất không phải tối ưu cho mọi bệnh nhân, bởi vì cái nhược điểm của nó là gì ạ? Ta chỉ tạo nhịp một buồng thất thôi, ta không đoái hoài gì đến nhĩ, cho nên là ta sẽ mất đồng bộ nhĩ thất. Đúng không? Ví dụ khi mà block nhĩ thất cấp 3 xảy ra thì nút xoang, khi block nhĩ thất cấp 3 thì nút xoang sẽ phát ví dụ 90 chu kỳ một phút, nhưng mà ở dưới thất thì ví dụ chỉ 30, đúng không? Cái ta tạo nhịp cho thất cho bệnh nhân là ví dụ 70 chu kỳ một phút, trong khi đó nút xoang thì vẫn cứ đều đặn phát nhịp, đúng không ạ? 90, 100 các thứ tùy. Thường là block cấp 3 là tần số xoang khá nhanh, vì nó không thấy nhịp thất mà. Với nhịp thất thì là nó sẽ có cái kích thích, nó có feedback để làm sao tăng nhịp xoang lên, tăng nhịp lên mãi, nhưng mà thất thì vẫn không có. Thế thì khi ta cấy máy vào thì tần số xoang có thể giảm xuống, nhưng mà nó không bao giờ có đồng bộ
ở trên này ví dụ 90, dưới này là 70 sẽ hoàn toàn là lệch nhau, hoàn toàn là lệch nhau. Như vậy là về mặt hiệu huyết động là sẽ không hề tối ưu. Nhĩ sẽ bóp một đằng, đưa máu xuống, đúng không? Nhưng mà thất thì lại phải bóp một nẻo, chứ nó không có đồng bộ nhĩ thất theo sinh lý thông thường. Đấy. Thế thì đối với nhịp chậm xoang mà kèm những cái đoạn ngừng xoang như này thì làm sao? À, tạo nhịp như thế nào là thích hợp hơn? Tạo nhịp một buồng thất trong trường hợp này. Tạo nhịp gì ạ? À, trong trường hợp này là ta thấy là dẫn truyền nhĩ thất là tốt, đúng không? Như vậy ta cần tạo nhịp ở đây là sẽ chỉ định là tạo nhịp nhĩ. Thế tạo nhịp một buồng nhĩ là gì? Ta sẽ gài một cái dây điện cực buồng nhĩ. Do nút nhĩ thất thì vẫn tốt. Dây điện cực này phát nhịp truyền xuống nút nhĩ thất và truyền xuống điềm nhiên cử cực hai thất như bình thường. Vâng. Thế và ví dụ đây là hình ảnh ta có spine. Spine này đi sau với một cái cử cực nhĩ. Đó. Sau đó lại dẫn truyền nhĩ thất như bình thường và tạo ra một cái QRS. Như vậy là những cái trường hợp mà suy nút xoang đơn thuần, bằng lý thuyết là hoàn toàn ta chỉ cần tạo nhịp một buồng nhĩ. Ta chỉ cấy một cái dây nhĩ vào cho bệnh nhân là xong. Không cần phải có những cái tạo nhịp thất kèm theo. Và nếu mà cho chọn bệnh nhân suy nút xoang mà cho chọn máy một buồng, cho chọn là tạo nhịp nhĩ hay tạo nhịp thất, thì rõ ràng ta cần phải gì ạ? Tạo nhịp nhĩ cho bệnh nhân. Thế thì rõ ràng là nếu nút nhĩ thất dẫn tốt, đúng không ạ? Thì bệnh nhân chỉ suy nút xoang đơn thuần thôi thì tạo nhịp một buồng nhĩ là hoàn toàn thích hợp. Nhịp một buồng nhĩ hoàn toàn thích hợp. Thế thì bây giờ giả sử là bệnh nhân nhịp chậm xoang và kèm theo dẫn truyền nhĩ thất có lúc không tốt thì ta làm gì ạ? Khi đó ta cần phải có một cái dây để đảm bảo có cái tạo nhịp thất khi cần thiết. Ta sẽ đưa thêm dây điện cực gắn vào buồng thất và nó khi đó nó sẽ trở thành máy tạo nhịp hai buồng. Thế thì đối với máy tạo nhịp hai buồng thì điện cực nhĩ sẽ nhận cảm nhịp xoang nội tạng và sẽ tạo nhịp nhĩ khi cần. Còn điện cực thất cũng sẽ nhận cảm nhịp thất nội tạng và nếu mà chẳng may lúc nào đó nhịp thất không có thì nó sẽ lại tạo nhịp thất. Thế thì tạo nhịp hai buồng ta có thể thấy đây là các hình thái điện tâm đồ khác nhau của máy tạo nhịp hai buồng. Đây là bốn trường hợp xảy ra khi mà ta tạo nhịp hai buồng. Trường hợp thứ nhất là gì ạ? Nhĩ kia là nhĩ của nhịp xoang thông thường, đúng không ạ? Nhĩ trên này là nhĩ của nhịp xoang thông thường. Thế và dẫn truyền nhĩ thất xuống dưới thì là bị đứt. Đấy. Cho nên là máy tạo nhịp phải phát một spine và tạo nhịp thất cho bệnh nhân. Ta sẽ thấy là phức bộ QRS là theo tạo nhịp thất. Đây cũng như vậy, nút xoang bình thường. Thế thì trường hợp thứ hai sẽ xảy ra đó là gì ạ? Nút xoang cũng dẫn rất kém, rất chậm. Cho nên là phải có tạo nhịp cả thất. Đấy, sẽ có một spine, sau đó đến một sóng cử cực nhĩ, tạo nhịp nhĩ, sau đó là đến một cái spine khác để tạo nhịp thất, vì là dẫn truyền nhĩ thất kém và nhĩ cũng kém. Trường hợp thứ ba là gì ạ? Vừa có tạo nhịp nhĩ với sóng nhĩ ở đây, sau đó dẫn truyền nhĩ thất xuống thì là tốt, cho nên là ta có một cái QRS như bình thường. Và trường hợp thứ tư là gì ạ? Nút xoang có những lúc mà nút xoang hoạt động như bình thường, nút xoang hoạt động như bình thường, không có bất kỳ những cái chậm ở phần nút xoang và dẫn truyền nhĩ thất cũng rất là tốt, cho nên ta sẽ ghi được điện như bình thường. Thế vậy là ở một cái bệnh nhân mà tạo nhịp hai bằng máy hai buồng thì ta có thể thấy những cái hình thái điện tâm đồ như thế này, và hình thái điện tâm đồ này có thể không khẳng định mọi lúc đấy, mà nó sẽ là tùy từng lúc của bệnh nhân. Những lúc mà nhịp xoang tốt thì điện tâm đồ hoàn toàn không thấy dấu vết gì của máy tạo nhịp. Những lúc mà dẫn truyền nhĩ thất kém thì ta sẽ thấy có dấu vết của tạo nhịp thất. Những lúc mà dẫn truyền nhĩ thất tốt mà chỉ có chậm nút xoang thôi thì ta sẽ chỉ thấy dấu tạo nhịp nhĩ. Đấy là những cái trường hợp khác nhau máy tạo nhịp. Thế đây là một cái điện tâm đồ biểu thị là gì ạ? Ta thấy tạo nhịp cả nhĩ cả thất, đúng không ạ? Tạo nhịp cả nhĩ cả thất ở bệnh nhân mang máy tạo nhịp hai buồng. Đây cũng là một trường hợp khác, đúng không ạ? Ta sẽ thấy là trông thì khá là lằng nhằng, đúng không ạ? Một số các bác sĩ mà không quen lắm thì thấy rất lằng nhằng. Nhưng mà ta nhìn phân tích kỹ ra thì ta thấy là có một spine ở đây, sau đó đến gì ạ? Một cái cử cực nhỏ nhỏ ở đây. Nếu nhìn những chỗ khác thì có thể sẽ rõ hơn một tí. Ta thấy lăn tăn chứ không phải là đường đẳng điện thẳng nhé. Thế xong rồi sau đó là đến một spine của tạo nhịp thất. Đây là cái biểu thị của tạo nhịp hai buồng. Tạo nhịp này là tạo nhịp mấy buồng ạ? Tạo nhịp hai buồng đúng không ạ? Ta cũng thấy có một spine nhĩ và đi kèm theo là một spine thất. Và bây giờ câu hỏi đặt ra cái điện tâm đồ này là gì ạ? Điện cực thất đặt ở đâu? Điện cực thất được ở bệnh nhân này được đặt ở chỗ nào?
và tại sao là QRS lại giãn rộng? Sao? Tại sao lại là mỏng thế phải? Hình ảnh block nhánh trái. Âm ở D2, D3, VF. Không phải cứ ở mỏm lên là sẽ âm ở D2, D3. Tức là không phải thấy D2, D3 âm thì có nghĩa là sẽ là mỏm. Mình cần đặt ở đâu? Bây giờ khi mà ta cấy máy, bệnh nhân cấy máy về phòng, xong rồi là bác sĩ trong biên bản cấy máy ghi là điện cực thất đặt ở mỏm thất phải. Sau ta làm cái điện tâm đồ. Đây là điện tâm đồ. Thế thì ta có thể thông qua điện tâm đồ để kiểm chứng xem có đúng cái điện cực đặt ở mỏm thất phải hay là bác sĩ nói nhầm, bác sĩ làm thủ thuật nói nhầm, hay là điện cực đã bay đi mất rồi. Trong khoảng thời gian vừa mới cấy máy xong về nhà, điện cực đã bay đi chỗ khác, chứ không phải nằm ở mỏm thất phải nữa. Đúng không? Ta có cách để biết không ạ? Ta có cách để biết đó là nhìn vào điện tâm đồ, đúng không ạ? Thế thì điện tâm đồ này thể hiện nhà có bảng thích hơn. Tất cả mọi người có thuộc cái tam trục kép Bailey chứ ạ? Tam trục kép Bailey cực kỳ quan trọng nhá. Nếu ta không thuộc cái này thì không bao giờ đọc được điện tâm đồ, không bao giờ nhận định được các đoạn nhịp khác nhau. Đây D1 đúng không ạ? Đây là AV, F, đây là D2, đây là D3 đúng không ạ? Đây là AV, R đúng không ạ? Và đây là AV, L đúng không ạ? Tiếp đến là các điện cực trước tim, các điện cực trước tim. Sao? D1 đúng không ạ? D2, D3, D4, D5, D6. Và hướng của cái vector là hướng ra thành ngực thì là dương, còn ở bên trong thì sẽ là âm. Ta phải thuộc được cái này. Thế thì bản chất là các điện cực trước tim thì là nhìn theo quả tim theo cái mặt phẳng ngang, đúng không? Ta nhìn thế này, nhìn ở bên này, nhìn này, nhìn từ sau lưng. Nếu ta có V7, V8, V9, V9, V8, V7, nhìn vào mặt phẳng ngang. Còn các điện cực ngoại biên thì là nhìn quả tim theo mặt phẳng trán. Chán tức là các điện cực D1, D2, D3 đấy. Và các vector AVR, AVL, AVS thì nhìn theo mặt phẳng trán, tức là thằng người đứng dạng tay ra như này thì là nó nhìn về hướng này. Thế này. Đấy, nhìn quả tim từ các hướng phía bên này. Thế thì hai cái mặt phẳng này là hoàn toàn là vuông góc với nhau, đúng không? Một mặt phẳng trán và một phẳng này là vuông góc với nhau. Vậy thì ta sẽ có hai bình diện để tâm đồ chẳng qua ta nhìn được quả tim ở hai bình diện. Phía V4, V5, V6 là chính là gì ạ? Ở phía này đúng không ạ? Là phía mỏm tim. D2, D3, VF là phía gì ạ? Thành phía dưới. Đúng không? Phía dưới. Vâng. Thế thì ở điện tâm đồ này ta thấy là D2 âm, D3 âm, AVF âm, đúng không ạ? Như vậy khử cực nó sẽ phải là khử cực từ đâu? Ngược chiều, đúng không ạ? Vector phải đi ngược chiều với D2, D3, VF. Ngược chiều. Đồng thời ta nhìn thấy ở gì ạ? V4, V5, V6 làm sao? Âm, đúng không ạ? Mà điện cực V4, V5, V6 là điện cực ở phía mỏm nhất. Mà lại ngược chiều chứng tỏ là cái vector sẽ phải đi làm sao? Từ phía ngược lại các vector của V4, V5, V6. Như vậy cái vector đấy phải là một vector đi chéo chéo như thế này. Tổng hợp lại nó sẽ là một cái vector đi như thế này. Đó, là cái vector khử cực do cái tạo nhịp thất sinh ra. Thế thì khi mà ta nhìn thấy một cái điện tâm đồ máy tạo nhịp mà thấy D2, D3, VF âm, đồng thời V4, V5, V6 cũng âm thì đấy là điện cực này chắc chắn là đặt ở địa ở mỏm thất phải nhá. Mỏm thất phải. Nếu mà trong có trường hợp ta thấy là D2, D3 phép âm đúng không? Nhưng mà V5, V6 lại dương thì sao? V5, V6 lại dương chứ lại không âm, chưa thì làm sao? Gần vách.
van ba lá, van chủ đúng không ạ? À, nếu mà cũng giống như một cái ổ ngoại tâm thu, nếu mà ổ ngoại tâm thu khởi phát từ đây mỏm lên đúng không ạ? Vector là đi trường này sẽ ngược với vector V4, V5, V6 đúng không ạ? Và D2, D3, AVF cũng là ngược chiều lại đúng không ạ? À, nếu mà ở đây trong trường hợp này thì như thế nào? Nếu điện cực đặt ở đây hoặc là một ổ ngoại tâm thu mà khởi phát từ đây, chỗ này được gọi là gì ạ? À, đường ra thất phải đúng không ạ? Thì khử cực làm sao? Từ trên xuống đúng không ạ? Khử cực này sẽ làm cho D2, D3, VF làm sao? Dương đúng không ạ? Dương. V4, V5, V6 làm sao? À, cũng dương. À. Vậy có trường hợp là nằm ở đâu, tạo nhịp ở đâu, hoặc là ổ ngoại tâm thu ở đâu thì lại có D2, D3, VF âm. Còn V5, V6 thì lại làm sao? Dương. Thế nằm chỗ nào? À, nếu mà cái ngoại tâm thu nào đó xuất phát từ phía làm sao? À, phía vòng van. À, phía gần, tức là phía đáy tim, ở thất phải nhưng về phía đáy. Thì cái khử cực nó là cái khử cực có thể đi theo hướng như thế này. Khử cực này có thể tạo ra D2, D3, VF âm. À, nhưng mà vẫn xuôi chiều với V5, V6. Và tạo ra V5, V6 có thể dương. V5, V6 hoàn toàn có thể dương. Còn D2, D3, VF âm. Như vậy là khi mà ta phải thu được cả V5, V6 cũng âm, tịt. Và ở các chuyển đạo ngoại biên, tức là D2, D3, VF âm. Thì ta sẽ giúp khẳng định là chắc chắn là dây điện cực này được đặt ở mỏm tim. Đây là cái nguyên lý của vector mà ta cần phải hiểu ở một chút. À, thế tại sao QS lại giãn rộng? Rất là dễ hiểu hơn đúng không ạ? Nó giống như là ngoại tâm thu ấy. Đúng không? QS giãn rộng bởi vì là gì ạ? Cái tạo nhịp này được khởi phát từ một phía bên thất. Đúng không? Sau đó nó phải mất thời gian để nó khử cực đi sang thất còn lại. Cho nên là tạo ra thời gian QS sẽ giãn rộng hơn rất là nhiều. Và như vậy tạo nhịp mỏm thất phải đúng không ạ? Vector. Tổng của cực thất như thế này để tạo ra, ví dụ ở D2 ta thường thấy là âm. Mà thế đường ra thất phải là một, nếu ta gài một cái dây điện cực và đường ra thất phải ở phía trên này gần van động mạch phổi kia thì ta sẽ ví dụ ở D2, D3 nó sẽ thu được gì ạ? À, dương. À, dương lên bởi vì vector khử cực, vector đi từ trên xuống và xuôi chiều với D2, D3, VF. À, thế thì đây là một cái tạo nhịp đường ra thất phải trên phim X-quang đúng không ạ? À, cung động mạch phổi phía trên này. Và cái vị trí này tính là vị trí đường ra thất phải, là cái chỗ mà bọn em hay đốt ngoại tâm thu ấy, đường ra thất phải, tức là lái cái sông cate từ dưới tĩnh mạch chủ dưới luồn qua van ba lá và luồn vào cái khu vực này, theo ngoại tâm thu đường ra thất phải nó sẽ nằm đâu đó ở quanh khu vực này, và việc còn lại là ta tìm để tìm ra được cái vị trí chính xác cuối cùng. Thế trong trường hợp này thì điện cực thất lại nằm ở đâu? Dự đoán có thể điện cực thất nằm ở đâu với cái điện tâm đồ này? Điểm đồ này là của máy tạo nhịp mấy buồng ạ? Hai buồng đúng không ạ? Vâng, ta nhìn thấy rõ hai spine đúng không ạ? Đây là trường hợp này là spine rất là rõ. À, nhớ là có những trường hợp là spine không rõ được. À. Điện cực này thì dự đoán, điện cực thất này dự đoán là nằm ở đâu ạ? Phía nào? Thế trước hết là ta thấy QRS tương đối mảnh đúng không ạ? Anh chị có thấy không ạ? QRS là khá là mảnh. À, QRS nó không rộng. Như vậy là với cái QRS tạo nhịp hẳn hoi nhưng mà QRS khá là mảnh. Đấy, chỉ khoảng, tính ra nếu tính cả spine cho đến đây thì chỉ khoảng 3 ô, tức là tầm 120 mi giây. À, tức là chỉ hơn cái ngưỡng mà được gọi là QRS giãn rộng một chút xíu. Đúng không ạ? Khá là mảnh. À, đấy, và khi mà QRS càng mảnh thì chứng tỏ điện cực nó càng gần đâu ạ? Càng gần phía vách hơn, đúng không ạ? Phía vách hơn. À. Thế thì ở đây ta thấy là D2 thì làm sao? Dương, đúng không ạ?
D3 thì âm, AVF cũng âm nhưng mà lại không âm nhiều, nhiều quá đúng không ạ? Thế cộng tổng lại ba cái này. Đấy. Cộng tổng lại đúng không ạ? Thì nó làm sao? Âm đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ, nếu mà trong trường hợp mà D2 ở cái điện tâm đồ trước là D2 âm tịt sâu hẳn đúng không ạ? D3 cũng âm tịt sâu hẳn, AVF cũng âm tịt sâu hẳn đúng không ạ? Đấy, quay lại điện tâm đồ trước ta nhìn. Đấy. Âm rất là nhiều, âm rất là nhiều đúng không ạ? Âm rất là nhiều, tức là cái này là cực kỳ âm. Còn điện tâm đồ này làm sao? À, điện tâm đồ này trừ đằng D3 ra thì AVF âm không nhiều lắm như D3, D2 làm sao? À, dương hơn chút. Và cộng tổng lại rõ ràng là nó bớt âm hơn rất là nhiều so với cả một cái điện tâm đồ mỏm thật sự, đúng không ạ? Cộng tiếp là V4, V5, V6 làm sao? Lại dương, đúng không ạ? Vâng. Thế thì vậy cái điện tâm đồ này thì làm sao? À, điện cực nó ở vùng gì ạ? À, phía, chỗ này được gọi là phía vách nhỉ? Vâng, phía vách thấp thì gọi là phía vách, vách vách thấp. Nếu mà điện cực ở đặt ở mỏm ấy thì là ta thấy cái dây điện cực nó sẽ đi vòng xuống dưới như này. Thế và vị trí mỏm thất phải là bao giờ cũng sẽ thấp hơn cái bóng cơ hoành ở trên X quang nhỉ? Ta chụp X quang ta thấy X quang phim thẳng ta sẽ thấy hai cái bóng cơ hoành, thì điện cực thất mỏm thất phải bao giờ cũng thấp hơn, bao giờ cũng thấp hơn cái bóng cơ hoành ở trên phim X quang. Và điện cực thất bao giờ cũng sẽ thấp hơn trên phim thẳng, bao giờ cũng thấp hơn cái bóng cơ hoành này, vì cái bóng tim nó nằm như này. Thì nếu mà thấy điện cực mà cao hơn ở mấp mé cái vùng bóng cơ hoành và mấp mé cao lên trên vùng này thì đây là chính này phía gọi là vùng phía vách, có thể là phía vách thấp tức là gần gần phía mỏm, còn có thể là phía vách cao một chút đường ra thất phải, còn cao hơn hẳn đường ra thất phải thì là phía trên này. Thế vậy thì tùy vào cái vị trí điện cực mà ta sẽ có những cái hiện tượng khác nhau. Thế thì trong trường hợp này là dây điện cực nó được đặt ở cái vùng phía phía vách vách này. Vâng. Rồi, thì đấy là cái kết thúc với phần nội dung cơ bản và những cái cơ bản của bài 1 theo yêu cầu của bộ môn. Thì cái bài 2 của em sẽ trao đổi vào trưa thứ hai tuần tới. Đó là gì? Các hiện tượng bất thường và điện tâm đồ bất thường của bệnh nhân có máy tạo nhịp. Thì trên cơ sở những điện đồ bình thường hôm nay thì những điện đồ bất thường nó sẽ như thế nào? Và những cái mà ta thường gặp là ta nhận định, ta đoán biết được là cái máy tạo nhịp nó có vấn đề gì. Vấn đề thứ hai là bây giờ bệnh nhân mang máy tạo nhịp mà các anh chị cần cấp cứu sốc điện thì ta sẽ làm gì? Bệnh nhân chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân mang máy tạo nhịp thì ta sẽ làm gì, ta đối phó với cái đấy và nguyên lý của cái đó như thế nào, và bây giờ bệnh nhân cần phẫu thuật đúng không? Bệnh nhân cần phẫu thuật mà lại đang máy tạo nhịp thì ta phải làm gì, và cái bản chất vấn đề đằng sau cái đấy nó là cái gì, như thế nào, thì em sẽ xin trao đổi ở cái bài thứ hai. Anh chị hỏi đi ạ, có câu hỏi có vấn gì chưa rõ không ạ? Thế bây giờ là có một câu hỏi ban nãy là có một cái vấn đề là gì nhỉ? Đấy là quên mất. Có vấn đề. Anh chị có khắc mắc gì không ạ? Anh chị có vấn đề gì chưa hiểu lắm về vấn đề máy không? Ở nguyên lý máy tạo nhịp không ạ? À vâng vâng, đúng ạ. Có ai trả lời được câu hỏi đấy? Chắc ở đây cũng có những người đã làm rồi. Vì sao cái máy lần hai thường ta không phải đặt điện cực mới, đúng không ạ? Ta cũng làm nhanh gọn hơn rất là nhiều, khi chỉ mất khoảng 20-30 phút là ta đóng ra rồi. Nhưng mà vì sao là cái máy lần hai tỷ lệ nhiễm trùng bao giờ cũng cao hơn, và ta đừng có yên chí khi mà bệnh nhân vào thay máy lần hai, ta đừng bảo ôi không sao đâu, yên tâm không sao đâu, thay máy tí mà xong. Đó. Cảnh giác rất là nhiều vì xác suất nhiễm trùng, bệnh nhân xác suất chung trên thế giới của thay máy lần hai là khoảng 5%. 20 ca sẽ có 1 ca bị nhiễm trùng sau khi thay thiết bị lần thứ hai. Là vì sao? Thì khi mà các anh chị có một cái thiết bị máy tạo nhịp ở trong người, thế thì là nó sẽ tổ chức hóa ở cái vùng của cái túi mà chứa cái máy tạo nhịp ấy, nó sẽ được tổ chức hóa. Ở rất nhiều trường hợp nó sẽ canxi hóa, nó sẽ đóng canxi vào cái túi của máy tạo nhịp. Và khi đó các anh chị sẽ, khi anh chị mở cái túi máy ra, không hề thấy máu chảy ra trong túi máy. Nó sẽ khác với cái việc là chúng ta
tạo một cái túi máy mới. Tạo một cái túi máy mới thì là máu miếc các thứ được ta xé rách cơ mà, sẽ máu miếc các thứ chảy ra rất là nhiều, ta sẽ có máu chảy ra. Thế thì chính cái máu chảy ra đó, xong người ta đóng vào ấy, cái máy máu đấy chính là nó mang bạch cầu, đúng không? Mang bạch cầu và mang những cái để chống chịu nhiễm trùng, đúng không? đến cho bệnh nhân, cho cái vùng túi máy đấy, như vậy nó sẽ chống chịu được nhiễm trùng tốt hơn. Thế còn khi các anh chị thay máy, các anh chị mở rạch, ngoài cái việc rạch ra có một chút máu ra, thì trong cái ổ máy hoàn toàn là, thứ nhất là vô khuẩn, thứ hai là hoàn toàn không có tí máu chảy ra nuôi nào. Xong anh chị nhét cái máy mới vào, đúng không? Nhét máy mới vào, ta chả phải cầm máu, ta chả phải làm cái gì cả, xong ta chỉ phải khâu lại. Thế thì khi mà có vi khuẩn lọt theo cái máy mới, đúng không, vào trong cái túi máy đấy, nó không hề được tưới máu, không hề được tưới, cái túi máy được thay lại, nó không hề được tưới máu, không hề có bạch cầu, không hề có những cái chất miễn dịch được đưa đến, thì là làm sao à, nó sẽ nung ở trong đấy và nó sẽ tăng cái tỷ lệ nhiễm trùng cao hơn rất là nhiều. Thế vậy là càng những lần thay máy sau thì xác suất mà rủi ro nhiễm trùng của bệnh nhân càng cao. Thế vậy là khi mà thay máy, thậm chí là cái đòi hỏi vấn đề vô khuẩn, rửa tay kỹ này, đội mũ này, đừng để gầu rơi xuống này, đấy, ta phải rửa, bệnh nhân phải vệ sinh tắm sạch sẽ này, ta phải sát trùng cồn trước này, đồ dụng cụ phải tuyệt đối vô khuẩn, hết sức cẩn thận, để cẩn thận hơn rất là nhiều so với cái máy lần đầu. Tất nhiên là không phải nói như vậy để ta cấy máy lần đầu ta cứ thoải mái, đúng không ạ? Ta không có cẩn thận, nhưng mà cấy máy gì, tất cả thủ thuật cấy máy đều phải hết sức là vô trùng tuyệt đối, bởi vì nó là thiết bị cấy ghép trong cơ thể, xác suất nhiễm trùng sẽ cao hơn là một cái mổ tự nhiên. Đấy, một cái mổ tự nhiên kể cả mổ lớn, đúng không? Nhưng mà nó không phải là một thiết bị cấy ghép đặt vào trong cơ thể, không phải là dị vật lạ, thì xác suất nhiễm trùng sẽ thấp hơn là đưa những cái dị vật lạ vào trong cơ thể. Như vậy là luôn luôn nhớ là thay máy lần hai sẽ có xác suất nhiễm trùng cao hơn, ta phải lưu ý hơn, dùng kháng sinh đúng hơn, và tạo cái môi trường vô khuẩn hơn. Anh chị có câu hỏi gì không? Vâng, nếu mà không có câu hỏi gì nữa thì mời các anh chị nghỉ. Trưa thứ hai ta sẽ trao đổi với nhau bài thứ hai. Xin cảm ơn.